Thị trường xuất hiện một phiên lội ngược dòng khá là gay gắt đối với một vài mã cổ phiếu như là DIG và VIX. Về cuối phiên thì VIX kéo trần trong phiên ATC, còn DG thì tăng gần 4%, gây rất là náo động đối với tâm lý của anh chị nhà đầu tư. Và em tin rằng ngày hôm nay là một cái phiên mà anh chị đang rất là hoảng loạn. Mình cứ sợ là thị trường này là một trong cái thị trường bull trap, hay là sợ những cái đội lái họ úp bô nhà đầu tư sau khoảng 2 giờ. Và không biết rằng những anh chị mình đang xem video của em, ngày hôm nay danh mục của anh chị hiện tại như thế nào, những cái hiệu suất có ổn hay không, thì anh chị có thể để lại bên dưới phần bình luận, bên dưới cái khung chat. Anh chị có thể bình luận về những cái mã cổ phiếu mà mình đang có những cái thắc mắc, ví dụ như là mã cổ phiếu ACB chiều mua hoặc là cổ phiếu Techcombank chiều giữ. Anh chị bình luận bên dưới thì em sẽ hỗ trợ anh chị. Và quay trở lại với câu chuyện của thị trường trong phiên ngày hôm nay, thì thị trường nó tăng khoảng 0.2 điểm thôi, nó không tăng nhiều và nó kéo trong phiên ATC, kéo một cái quá trình là xanh nhẹ ha, và đóng cửa qua 1065. Bên chiều hướng của VN30 thì nó có một cái sự phân hóa một tí, khi mà ngày hôm qua kéo những cái cổ phiếu trụ như là VIX, ngày hôm nay nó cũng phải có một cái sự là cân bằng trở lại thôi, bởi vì nếu như mà nó kéo những cái cổ phiếu trụ quá thì dường như là dòng tiền sẽ rất là kén. Và anh chị thấy là em có phân tích với cái cổ phiếu VIX ngày hôm qua kéo gần 5%, ngày hôm nay nó trả điểm lại 2.76%, đó là một trong những cái điều bình thường. Và VN30 thì ngày hôm nay giảm khoảng 1.26. Và đối với cái bối cảnh hiện tại thì chúng ta cần phải tập trung những gì, thì bây giờ em và chị sẽ cùng nhau đi phân tích trong cái video ngày hôm nay, cũng như là cái tiêu đề là cảnh báo đại sóng, top cổ phiếu sắp bùng nổ. Nó mang một cái tính chất rất là quan trọng, và anh chị hãy xem hết video để mà có những cái sự chuẩn bị. Nếu như thị trường xuất hiện những cái điểm nổ thì chúng ta biết chúng ta nên làm gì trong giai đoạn này, và chúng ta biết cái điều kiện mua ra sao. Đây là một trong những cái video nền tảng để mà cung cấp anh chị một cái sự chuẩn bị nha. Nếu như mà anh chị không chuẩn bị thì bây giờ sóng nó có tới, anh chị vẫn cứ nghĩ là bull trap. Và quan trọng là chúng ta có tự tin hay không, chúng ta có niềm tin hay không. Khi anh chị có niềm tin, anh chị sẽ cảm nhận thị trường này nó là cơ hội. Còn đối với những anh chị mình thấy thị trường này nó là cờ bạc, bởi vì sao? Bởi vì anh chị mất niềm tin. Như là năm 2022 chúng ta trải qua một cái năm rất là khó khăn, và ai cũng thấy là thị trường này nó khó, vì đó là một trong những cái đoạn mất niềm tin. Còn đối với năm 2023, đây là một trong những cái năm kiến tạo, một trong những cái năm siêu tích lũy cho một cái chu kỳ mới hoàn toàn của cuối 2023 và đầu 2024. Với những cái câu chuyện về vĩ mô thì em đánh giá nó đã xảy ra rồi. Chúng ta không cần tập trung vĩ mô trong khoảng các quý trước đó nữa, mà chúng ta cần phải tập trung vĩ mô ở trong giai đoạn quý 3, quý 4, thậm chí là 2024. Nên là anh chị đừng sợ về những cái thông tin là hô hào hay là ông Fed ông có tăng lãi suất. Quan trọng là dòng tiền trong nước, những cái khối ngoại, những cái tự doanh họ có tập trung mua hay không, những cái dòng tiền từ bên những cái trong nước của mình nó có đổ mạnh để mà hấp thụ là những cái lực bán hay không, và nó có kéo giá lên hay không. Đó mới chính là những cái chúng ta cần phải quan tâm. Đừng quan tâm với những cái câu chuyện vĩ mô quá nhiều, nó sẽ gây cho anh chị một cái tâm lý là không dám tham gia vào thị trường. Và anh chị thấy, cho dù anh chị không dám tham gia, nhưng mà có rất là nhiều những cái cổ phiếu, rất là nhiều những cái nhà đầu tư khác họ kiếm hàng chục % thị trường chứng khoán. Nên đối với em, thị trường này nó là cơ hội. Và video ngày hôm nay em cảnh báo anh chị nha, cảnh báo đại sóng và lên những cái cổ phiếu mà chúng ta cần phải tập trung, top cổ phiếu sắp bùng nổ nha. Và anh chị nào mình sẵn sàng, anh chị bình luận số 1 giúp em đi. Những anh chị nào mình đã sẵn sàng đón nhận những cái giá trị trong cái video ngày hôm nay, anh chị hãy bình luận tôi sẵn sàng và anh chị bình luận số 1 đi, để em biết được hiện tại tâm lý anh chị. Những anh chị mình đang theo dõi kênh YouTube Quý Tâm Stock, anh chị đã sẵn sàng đồng lòng để mà kiếm những cái phần lợi nhuận chưa? Anh chị nào mình sẵn sàng, anh chị bình luận tôi sẵn sàng nha, và bình luận số 1 đi. Còn anh chị nào mình chưa đăng ký kênh, hãy bấm ngay một cái nút đăng ký kênh và like video, và bên dưới phần bình luận sẽ có một cái đường link tham gia vào room cộng đồng. Hiện tại cái room 1 của em nó đã full rồi, và còn cái room 2 cũng có một cái số lượng tham gia khá là đông đảo. Nên là anh chị nào mình chưa tham gia được thì anh chị tham gia cái đường link bên dưới, em sẽ để cái đường link của cái room số 2. Mình tham gia càng sớm đi, trong phiên em sẽ cập nhật rất là nhiều những cái giá trị mà hầu như là còn chất lượng hơn những cái room khác mà anh chị tham gia, bảo đảm với anh chị luôn. Anh chị có tham gia vào đấy nha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích với thị trường trong bối cảnh ngày hôm nay. Và chào mừng anh chị quay trở lại với kênh đầu tư cùng với Quý Tâm Stock. Rất hân hạnh khi có sự góp mặt của anh chị trong video ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái số liệu của thị trường trong phiên ngày 16 tháng 5. Đối với thị trường thì em thấy là nó có một cái tín hiệu là đi ngang rất là khó chịu. Anh chị xem về cái cách nó vận động nè, sáng kéo lên rồi chỉnh kéo chỉnh. Sau khoảng 2 giờ thì thị trường có những cái quả là đạp xuống và sau đó bắt đầu kéo lên và lại đạp xuống, thì ATC lại kéo lên. Đây là một trong những cái động thái của những cái tạo lập họ muốn anh chị trải qua, bởi vì họ nắm được cái tâm lý anh chị của những nhà đầu tư cá nhân, nên họ mới tìm những cái cách như thế này để làm gì? gì để cho chúng ta rớt hàng. Và ngày hôm nay có anh chị nào mình rớt hàng và thấy cổ phiếu nó bật tăng ngược lại hay không, thậm chí là bật tăng trần hay không, anh chị bình luận số 2 đi để em sẽ tặng anh chị những cái giá trị, tặng anh chị những cái điểm mua. Còn những anh chị nào mà mình không rớt hàng, mình vẫn niềm tin, em xin chúc mừng anh chị. Anh chị là 5% trong giới tinh anh đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam. Anh chị bình luận và tương tác giúp em đi. Những anh chị nào mình đang bị rớt hàng, anh chị đừng ngại, anh chị đừng sợ là tôi rớt hàng là người khác cười, không có chuyện đó. Anh chị cứ tự tin là gì, tôi vừa bán những cái lượng hàng ra và tôi sẵn sàng đón những cái giá trị mới. Và anh chị bình luận bên dưới. Còn những anh chị nào mà mình không bị rớt hàng, mình có những cái hiệu suất tốt thì em cũng xin chúc mừng anh chị, và chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong tương lai để mà kiếm lợi nhuận. Và kênh YouTube của em không phải là những cái kênh hô hào thị trường sập, mà chúng ta cần phải tìm những cái cơ hội, vì những cái em chia sẻ anh chị đều có cơ sở dữ liệu, đều có dẫn chứng, nên là đừng nói em là lùa gà ha. Ngày hôm vừa rồi thì cũng có những anh chị mà mình mới tham gia vào room, mình thấy là ở cái thằng này nó lùa gà, nó nói không mà nó không có cơ sở dữ liệu, thì đó cũng là một trong những cái điều khá là nuối tiếc, vì anh chị không follow em lâu, anh chị chưa theo dõi em lâu nên chưa biết được những cái nhận định, chưa biết được cái cách để mà em đồng hành, nên đó cũng là một trong những cái chúng ta cần phải nhìn nhận lại. Và đối với thị trường trong giai đoạn này là một trong những giai đoạn mà siêu tích lũy, nó tích lũy không phải cho vui mà tích lũy cho một cái chu kỳ đẩy giá nha, nên là anh chị mình hãy tập trung tuyệt đối trong giai đoạn này. Còn ai hô hào thị trường sập thì cứ cài họ, bởi vì cái thế giới quan của chúng ta và cái thế giới quan của những nhà đầu tư suốt ngày hô hào thị trường sập rất là khác nhau nhá. Với số liệu dịch của nước ngoài trong phiên ngày hôm nay thì nước ngoài họ chỉ chiếm khoảng 25 tỷ thôi. Họ bán 25 tỷ, một con số cũng rất là bé. Và anh chị phải để ý trong giai đoạn này tại sao rất là nhiều những cái cổ phiếu nó tăng, bởi vì dòng tiền chính không phải đến từ khối ngoại mà dòng tiền chính đến từ những cái nội tại trong nước, đến từ những cái đội tự doanh. Đó mới là cái kéo giá cổ phiếu, kéo giá một cái cổ phiếu lên, chứ không phải là chúng ta thấy là cái khối ngoài họ bán phiên ngày hôm 15 tháng 5 376 tỷ là thị trường sập. Đó là một trong những cái đánh giá chưa hợp lý, chưa phù hợp. Nên đối với cái giai đoạn này không phải giai đoạn chúng ta tập trung vào chỉ số, mà chúng ta cần phải tập trung những cái cơ hội trước mắt. Cơ hội nó nằm ở đâu? Cơ hội nó nằm trong thị trường, nó nằm trong cổ phiếu. Vậy anh chị chỉ cần mở cái danh mục của mình lên, xem những cái danh mục của anh chị hiện tại có đang đúng là những cái cổ phiếu được dòng tiền vào hay không, hay là nó đang nằm những cái quá trình hạ đỉnh hạ đấy, gọi một cái cách khác là nó đau trên, đang trong những cái quá trình chu kỳ đề giá. Anh chị càng cầm những cái cổ phiếu đấy thì làm sao mà anh chị kiếm được tiền? Vậy hãy tỉa cỏ trồng hoa ngay. Còn nếu như anh chị không biết tỉa cỏ trồng hoa, cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại trên màn hình, em sẽ tư vấn và hỗ trợ anh chị để mà trong danh mục của anh chị chỉ còn lại những cái bông hoa đẹp nhất. Để làm gì? Để khi một cái quá trình anh chị nhìn lại thôi là anh chị sẽ thấy một cái danh mục của mình đã không còn gì để chơi nữa, thì đó mới là những cái lúc mà anh chị chọn được những cái con siêu cổ phiếu trên danh mục, chứ không phải là con nào anh chị cũng mua và anh chị cứ mua bất chấp thấy rẻ là mua. Đó là một trong những cái sai lầm của những cái nhà đầu tư mình mới tham gia vào thị trường, thậm chí đôi khi những nhà đầu tư mình tham gia lâu á, mình cũng chưa nhận ra những cái điều đó. Nên với cái phương pháp em là em không mua cổ phiếu giá rẻ, thậm chí nhiều khi mua cổ phiếu giá trần mà hàng về lại hàng chục %. Đó là một trong những cái thực tế. Và anh chị nào trong room khách hàng của em nhớ rất là rõ thì cái đấy em sẽ không chia sẻ nhiều, và em chia sẻ anh chị góc độ ở giai đoạn hiện tại. Dòng tiền để mà đẩy giá cổ phiếu nó không đến từ dòng tiền từ khối ngoại nữa, mà nó đến từ những cái dòng tiền tự doanh, những cái dòng tiền trong nước. Vậy câu chuyện ở đây chúng ta xem những cái chỉ số nước ngoài và tự doanh đó, nó chỉ mang một cái tính chất là xem cho vui thôi, chứ không có chiếm những cái tỷ trọng lớn như năm 2020, 2021 hay là 2022. Không đến những cái giai đoạn đấy, mà giai đoạn 2023 sẽ là một cái năm rất là khác biệt. Và anh chị thấy là trong phiên ngày hôm nay nước ngoài tự doanh này, những cái công ty tự doanh họ mua chỉ 28 tỷ thôi, nhưng mà đằng sau nó có một cái thế lực vô hình, nó có một cái bàn tay vô hình. Vậy anh chị có biết họ đang mua hay bán không? Nếu như họ bán thì làm sao những cái cổ phiếu như là DG, VIX mà nó tăng được? Họ phải mua. Vậy câu chuyện này chúng ta đi tìm những cái cổ phiếu họ mua. Vậy trên thị trường có không? Anh chị xem hết video đi, em sẽ note lại cho anh chị một vài cái cổ phiếu. Nếu như đạt những cái điều kiện tiêu chí về giải ngân, anh chị có thể mình lấy một phần để mình lót chân. Và hiện tại hệ thống khách hàng cũng đã đi full vốn từ những cái phần phía dưới rồi, đi full vốn từ vừa sau lễ xong em nhận định có sóng là em đã vào rồi, chứ không phải là bây giờ chúng ta mới nhận định có sóng khi nó đã chạy hết rồi. Thì đó là một trong những cái điều chậm, nên chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị. Đó là cái lý do em làm cái video cảnh báo đại sóng top cổ phiếu sắp bùng nổ trong video ngày hôm nay. Và bây giờ anh chị nào mình sẵn sàng rồi? Anh chị nào mình sẵn sàng rồi để mà chúng ta đi phân tích về thị trường, về biểu đồ, anh chị bình luận số 3 nha. Tôi sẵn sàng. Và anh chị hãy xem hết video đi, hoặc là nếu như thấy hay ủng hộ em bằng một cái nút like cũng như là đăng ký kênh. Đó là một trong những cái phần tinh thần. Với những cái kiến thức mà em nghiên cứu, em chia sẻ anh chị chỉ mất vài giây thôi mà anh chị học được rất là nhiều những cái hay, rất nhiều những cái bổ ích, thậm chí nó còn giá trị hơn rất là nhiều những cái khóa học khác. Và những tiện ở đây thì và sau khi mà em đào tạo nhà đầu tư trong cái khóa K6 vừa rồi hoàn toàn miễn phí nha, khi em đào tạo xong thì cũng có khá là nhiều anh chị mình thấy hay và có một cái lời đề nghị là muốn em mở một cái vài buổi đào tạo trong cái khóa mới nữa, thì em sẽ dành thời gian để mà sắp xếp và mở cho anh chị một cái khóa miễn phí về cách đánh sóng dòng hoàn toàn miễn phí nha, cái khóa K7. Và anh chị nào quan tâm muốn tham gia vào cái khóa đấy liên hệ trực tiếp, em sẽ tư vấn và mời anh chị vào nhóm hoàn toàn miễn phí khóa K7 nha. Với phương pháp em là đánh theo VSA, đánh theo dòng tiền chứ không đánh theo tích sản hay là không đánh theo định giá doanh nghiệp, vì định giá doanh nghiệp là một trong những cái mà giết chết anh chị nhà đầu tư về cái phần tâm lý. Anh chị thấy doanh nghiệp nó rẻ nhưng mà chắc gì giá cổ phiếu nó đã tăng, và chúng ta không mua cổ phiếu bởi vì công ty nó không phá sản, mà chúng ta mua cổ phiếu bởi vì cổ phiếu đó giúp chúng ta kiếm được lợi nhuận. Đó là câu nói của ông nào? Của ông Livermore. Đó là một trong những cái siêu kinh điển mà anh chị cần phải note, là anh chị phải hiểu được tại sao anh chị mua cổ phiếu, tại sao anh chị mua giá trần. Em chấp nhận mua giá trần nhưng mà em không chấp nhận mua giá sàn. Đó là một trong những cái chúng ta phải nhìn nhận lại. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích thị trường chung nha. Anh chị sẵn sàng chưa? Đối với thị trường trong phiên ngày hôm nay là một cái phiên chững lại và kéo trong phiên ATC, và nó có một cái động thái là kéo nhẹ khoảng 0 mấy điểm thôi, nên là anh chị thấy là đóng cửa qua 1065. Và trong thứ năm tuần này sẽ có một cái tình trạng là đáo hạn phái sinh. Và anh chị xem về VN30, khả năng là họ cầm long nên họ mới kéo một cái nhịp như thế này. Những cái tổ chức họ cầm long nên sẽ có một cái nhịp kéo. Và trong cái phiên khoảng 2 phiên nữa là đáo hạn phái sinh ngày thứ năm của tuần thứ ba thì thị trường sẽ có những quá trình rung lắc. Và đáo hạn phái sinh nó không phải là những cái vấn đề ghê gớm nữa, nó không có đáng sợ như những anh chị nhà đầu tư mình nghĩ đâu. Nó chỉ là một cái phiên cơ cấu lại của những cái quỹ có thể là chốt những cái cổ phiếu trụ. Và anh chị xem những cái thằng cổ phiếu trụ á, như là VIC nè, hôm qua hôm kia kéo 5%, bây giờ lấp về những cái phần gap. Em nói là những con này mở gap 80% sẽ lấp. Nó giống như là con HVN nè, rất nhiều những cái cổ phiếu mở gap ra để lấp lại, nhưng mà nó lấp gap không phải là xấu, đúng không? Nó lấp gap không phải là để những cái vấn đề là thị trường sập, mà nó lấp gap bởi vì nó mở ra. Hay nó mở, nếu mấy anh chị mở cửa thì anh chị phải đóng cửa. Anh chị sáng sớm anh chị mở cửa ra thì cuối ngày anh chị phải đóng cửa lại. Và những cái phần gap này cũng vậy, nó mở ra thì nó lắp lại, và khi nó lắp lại xong nó cân bằng thì nó sẽ có những quá trình đi ngang, thậm chí là bật lên là bình thường. Nhưng mà nói một cái góc độ thì em không tham gia cổ phiếu trụ, như là những cái cổ phiếu VIC nè, Vinamilk là những cái thằng này em không tham gia, và em dùng nó để làm mang tính chất là em xem cho vui thôi. Em xem là ngày hôm nay cái cung cầu thị trường như thế nào, cái bản chất của đội lái, bản chất của những cái tạo lập là họ muốn dùng những cái cổ phiếu trụ để mà thao túng ra sao. Em chỉ xem với cái mục đích như vậy. Còn mà mình đầu tư cổ phiếu trụ thì em không rành về cơ bản. Đấy, em chia sẻ thật, em thì em không rành về cơ bản về doanh nghiệp, ông này cũng có cái gì, công ty này nó có định giá, nó có quỹ đất như thế nào, em không biết về những cái câu chuyện đó. Nhưng mà em biết những cái cổ phiếu này nó không hợp về cái khẩu vị của em. Bởi vì sao? Thứ nhất là hạ đỉnh nè, đấy, hạ đỉnh hạ đáy là nó không đạt rồi. Thứ hai, đây là những cái cổ phiếu bị thao túng. Thao túng là anh chỉ thấy là có những cái tình trạng là nó kéo nè, nó kéo chân nó đạp, kéo chân nó đạp, thì nó không thể nào mà phân tích cung cầu bình thường được, nó phi phân tích. Đấy, những cái cổ phiếu phi phân tích như thế này là chúng ta không nên đầu tư. Và anh chị thấy trend của nó là hướng xuống này. Đấy, nó là trong quá trình đè giá rồi. Một cổ phiếu nó sẽ có 4 chu kỳ: tích lũy, đè giá, phân phối, đè giá. Em sẽ lấy ví dụ đây là tích lũy đi. Thì bây giờ đây là đè giá nè. Còn đây là phân phối đỉnh nè. Còn đây là đề giá. Và trong cái giai đoạn đề giá, anh chị càng mua là anh chị càng lộ. Và chỉ có những cái dòng tiền đầu tư á, họ chỉ mua những cái đoạn này nè, và sau đó cổ phiếu kéo lên rồi lại rơi xuống, kéo lên rồi lại rơi xuống. Thì đây là những cái dòng tiền đầu tư. Còn em là một trong những cái dòng tiền đánh ở dòng tiền thông minh. Mình nói đến giai đoạn dòng tiền đầu cơ, cuối quá trình tích lũy dòng tiền đầu cơ vào, em sẽ đánh giai đoạn này nè. Đấy, những cái giai đoạn dòng tiền đầu cơ vào những cái điểm này, hay là cái con Masan á, em sẽ lấy anh chị một cái điển hình, một cái cổ phiếu trụ mà nó set up một cái trận đánh, nó đánh hay cỡ nào. Đây, Masan này. Đây là cái quá trình dòng tiền gì vào chị? Dòng tiền đầu tư. Khi mà nó rơi rẻ quá thì dòng tiền đầu tư mua vào, thì khi nó mua nó sẽ tạo một cái vùng là gì? Tự động phục hồi. Đấy, những cái vùng AR tự động phục hồi kéo lên trên này. Và khi cái dòng tiền đầu tư nó vào thì nó phải set up làm cái trận đánh rất là lâu, không phải là 1-2 ngày mà nó ra, mà nó sẽ có một cái quá trình gom hàng lại này. Ở đây gom hàng và ở dưới đây cũng gom hàng, và nó xuất hiện những cái quả spring, những cái quả cuối, những cái quả rũ cuối, những quả spring này. Cuối quá trình tích lũy sẽ có những cái dòng tiền vào, nhưng mà trước cái dòng tiền vào thì phải có một cái quả spring. Và khi xuất hiện một cái quả spring, dòng tiền đầu cơ nó vào, em đánh giai đoạn này nè anh chị, em đánh giai đoạn này nè. Đây là những cái lúc mà chúng ta kiếm tiền. Còn giai đoạn bên trái này, doanh nghiệp của nó có gì em không quan tâm, và ngay cả những cái đoạn này em cũng không biết là nó có cái gì, nhưng em biết là dòng tiền đang vào theo giá. Và cái câu chuyện này chúng ta cần làm gì? Đi săn những cái dòng tiền. Đây là những cái giai đoạn dòng tiền đầu cơ vào, anh chị chỉ cần đi săn những cái cổ phiếu này để anh chị có lợi nhuận. Còn những cái đoạn nó tích lũy cả vài tháng trời, gần nửa năm, anh chị cầm những con này để làm gì? Anh chị thấy là nó rơi về khoảng 40 mà bật lên 52, chắc gì anh chị mua 40 mà bán 52 được, hay là chắc gì anh chị mua 52 ở đây và anh chị không bị kẹp về 40, không chắc được. Nên là cái gì không chắc chúng ta sẽ không đầu tư. Và đối với em là một cái hệ thống đánh về sóng dòng, sóng ngành, đánh theo dòng tiền thông minh, dòng tiền đầu cơ, đánh cuối quá trình tích lũy nè. Em sẽ đánh những giai đoạn như thế này. Đây là những cái điểm pivot này, mua những cái điểm này, và điểm này là điểm kích hoạt chu kỳ, mua những cái điểm này rồi mình ngồi yên. Chứ em không thích là nhảy lung tung, cũng không thích là mình tích sản, không thích càng giảm càng mua. Phương pháp em không có câu chuyện đó. Nên là những cái chị nào mình thấy thích cái phương pháp, thích cái quan điểm, liên hệ với em ngay để mà chúng ta sẽ đồng hành một cái tương lai sớm, và từ đó anh chị sẽ tham gia được những cái cổ phiếu dẫn dắt, những cái cổ phiếu hàng đầu như là VIX. Hiện tại hệ thống khách hàng em đang cầm VIX lại gần 20%. Mà em vẫn chưa bán, em ngày nào em cũng lên trên đây em khuyên anh chị nhà đầu tư khách hàng là gì? Anh chị hãy giữ chặt giúp em đi. Đây là những cái con siêu cổ phiếu, cầm vàng thì đừng có để vàng rơi. Đấy giống như là chúng ta cứ đứng núi này mà trong núi nọ hoài. Đây là những cái con gì? Những cái con chiến mà anh chị thấy là nó, em mua giá chừng cái này nè, em mua giá chừng hàng về em lại cũng khoảng 20%. Đấy, em mua giá trần mà hàng về vẫn lãi, ngày hôm qua ai sợ bán con VIX ngày hôm nay mất hàng 21% từ những cái điểm giá trần. Anh chị nào trong room khách hàng em, anh chị xác thực giùm em cái có phải là cái phiên ngày 4/5 em nhắc nhở hệ thống khách hàng là gì? Anh chị nhớ lấy VIX, em nhắc từ sáng tới chiều, và thậm chí giá trị buổi chiều giá trần em cũng báo khách hàng mình lấy đi. Đấy, và những cái cây này em đánh giá tăng này. Đấy, và cái này và em vào xong rồi xong. Còn ngày hôm nay anh chị thấy là gì? Cái con VIX tại sao nó bật tăng trần? Bởi vì đây là cái phiên bùng nổ, đây là cái phiên dòng tiền đầu cơ vào, dòng tiền xác nhận rồi. Còn đây là quá trình tích lũy. Đấy, một cái nguyên nhân để cho một cái kết quả. Tại sao kết quả nó tăng? Bởi vì có cái nguyên nhân. Nguyên nhân là gì? Gom hàng. Tại sao biết gom hàng? Tại vì cái vùng khối lượng của nó kiệt dần. Đấy, kiệt khối lượng không còn ai bán ra, cuối quá trình tích lũy dòng tiền đầu cơ vào. Đây dòng tiền đầu cơ vào, anh chị thấy không? Hay không? Rất là hay. Và quay trở lại với cái bối cảnh thị trường hiện tại á, chúng ta đừng tập trung vào chỉ số. Anh chị thấy là nếu như mà chúng ta nhìn chỉ số cả tháng này, chúng ta không dám tham gia. Bởi vì cứ thấy là tăng lên sợ bull trap và chỉnh, tăng chỉnh. Mà trong khi những cái nhịp điều chỉnh là gì? Những phiên điều chỉnh là chất xúc tác cho một cái quá trình tạo sóng. Nếu như không chỉnh thì sao? Thì nó sẽ không đánh lên được, bởi vì phải có những cái pha rũ bỏ nhà đầu tư. Đấy, phải rũ bỏ nhà đầu tư thì nó mới lên được. Anh chị thấy trong cái quá trình 2-3 tuần trước thị trường điều chỉnh ở những cái đoạn này, nhưng mà con nào nó khởi hành? CTD. Đấy, những cái điểm xuất phát nè. Những cái điểm xuất phát ở đây trong khi thị trường chung điều chỉnh rất là nhiều, hay là những cái con như là DIG trong giai đoạn hiện tại này. Đấy, phiên này bùng nổ trong khi thị trường chung của chúng ta điều chỉnh. Đấy, anh chị thấy không? Thị trường điều chỉnh nhưng mà cái cổ phiếu DG nó nổ. Bởi vì sao? Bởi vì cái dòng tiền chọn. Những con này là những cái con người được chọn, và anh chị chỉ cần đi theo dấu chân người khổng lồ thì ở những cái vùng khối lượng này, những cái vùng giá này. Anh chị thấy em phân tích, em không hề sử dụng Bollinger Band, em không thể sử dụng Ichimoku, em cũng không thể sử dụng những cái RSI, MACD, em không sử dụng mấy cái đấy, mà em hoàn toàn tập trung vào gì? Giá và khối lượng. Bởi vì đó là cái thể hiện cái bản chất hành vi cung cầu của thị trường, hành vi của đội lái. Và anh chị thấy là em không có sử dụng cái giá cao nhất này, mà em chỉ sử dụng đúng cái giá đóng cửa. Bởi vì em sao? Bởi vì em biết được ngày hôm đó tổ chức nó muốn làm gì. Tại sao ngày hôm nay DG nó kéo ITC 4%? Bởi vì tổ chức nó muốn kéo, phục vụ cho một cái chu kỳ gì? Chu kỳ đẩy giá đằng sau thì nó mới kéo. Còn nếu như nó muốn đạp, nó phân phối thì ngày hôm nay phải đạp sàn rồi. Nó là một trong những cái ép hàng. Quay trở lại với con VIX này. Ngày hôm qua anh chị thấy ITC đạp 3.5%, kinh không? Quá kinh. Anh chị nào mà mình hoãn, anh chị bán mất hàng. Và ngày hôm nay trong room cộng đồng em nhắc anh chị rất nhiều. VIX, DG là hai cái cổ phiếu siêu cổ phiếu, anh chị không được bỏ qua nó. Và có một vài nhà đầu tư trong room ngày hôm nay báo là gì? Lúc 2 giờ này, anh chị nhà đầu tư mình sợ quá, anh chị nói úp bô. Em hỏi là úp cái gì mà úp? Thị trường như vậy mà chúng ta nó úp cái gì? Bộ anh chị chưa thấy thị trường giảm khoảng 1 điểm mà. Em là em rất là ghét những cái ông hô hào thị trường sập. Những ông đấy là những ông không chia sẻ được giá trị, ông chỉ làm một cái tâm lý cho những người khác sợ, rồi người khác mất hàng, người ta bán ra cổ phiếu tăng. Đó là những cái nhà đầu tư mà em thấy là nó rất là ích kỷ. Người thành công mà người phải biết chia sẻ giá trị, và em luôn chia sẻ những cái giá trị thực chiến cho anh chị nhà đầu tư. Không phải là trên YouTube mình đã mua mà trong room mình đã bán, không có chuyện đó. Mà em đã mua em sẽ phân tích có cơ sở dữ liệu, quyết định là nằm ở anh chị. Và trong room khách hàng cũng vậy, khi mà em tư vấn em sẽ nêu rõ rất là nhiều những cái lý do, những cái luận điểm để mà chúng ta đầu tư và lên một cái sự chuẩn bị về cơ cấu quản trị danh mục, chứ không phải là mua xong chúng ta để đó. Nên là những anh chị nào mình chưa có người đồng hành thì anh chị có thể là mình tham khảo về em đồng hành càng sớm càng tốt, và chất lượng nó sẽ hơn cái số lượng. Và quay trở lại với một cái câu chuyện ngày hôm nay thị trường nó có những cái nhịp rung lắc, mà tâm lý anh chị nhà đầu tư rất là sợ rung lắc. Và có vài người thì cứ hô hào thị trường sập. Em không đánh giá cao những cái nhà đầu tư đấy, mà em muốn chia sẻ anh chị là gì? Anh chị phải biết anh chị đang ở đâu trong thị trường, và anh chị phải biết anh chị làm gì. Ví dụ anh chị đầu tư theo tích sản, càng rẻ anh chị càng mua. Nhưng mà em không tích sản nha. Anh chị tích sản càng rẻ anh chị mua. Đương nhiên anh chị thấy thị trường sập là rất là khoái, rất là thích, đúng không? Rất là nhiều những cái nhà đầu tư lớn họ thích tích sản, bởi vì cái họ trường vốn. Mỗi ngày họ có khoảng vài trăm triệu đấy, hoặc là mỗi ngày họ bỏ vài 10 triệu đấy, 10 triệu mỗi ngày họ mua. Trong khi lương một năm của họ vài tỷ, vài chục tỷ thì họ tích sản được. Ngày nào họ cũng mua được giống như anh chị mua vàng. Nhưng mà chỉ cần anh chị mua trực cái cổ phiếu như là DDG từ những cái vùng giá 40 mà nó đục về bên dưới, đỉnh điểm là quanh những cái vùng giá 4, giá 5 đúng không? 40 mà giá 5 chia 8. Đấy, rơi khoảng bao nhiêu phần trăm? 800%, coi như là chia 8 lần rồi. Anh chị thấy là những cái quá trình rơi kinh khủng khiếp không? Anh chị tích sản những con này là dở, hay là tích sản AMD là dở luôn, F là C là dở luôn, ROT là dở luôn. Em có một cái chị khách hàng thì bạn của chị đấy có 800 triệu mà đi mua con AMD hết 750 triệu tích sản rồi. Đấy, mua con AMD 750 triệu tích sản đâu đây ở những cái vùng này nè, càng giảm càng mua. Bây giờ khác gì mất trắng không anh chị? Mua 700 triệu em tính sơ sơ từ cái vùng giá 7 đi. Đấy, 700 triệu vùng giá 7 mà giờ nó còn giá 1 chia 7 lần rồi. Đấy. Bây giờ còn cái gì nữa đâu mà chúng ta nói gì nữa. Nên khi mà chúng ta phải nhận định là gì? Nếu như anh chị tích sản, anh chị hiểu được cái nội tại doanh nghiệp, anh chị biết được anh chị đang làm gì, anh chị thấy cái phương pháp đó hiệu quả, em xin chúc mừng anh chị đã có một cái hệ thống phương pháp riêng. Nhưng mà đối với em không tích sản được. Bản tính em là em chỉ thích đánh nhanh, rút gọn, đánh những cái con sóng dòng, sóng ngành, mua rồi em để yên, chứ mua rồi gồng hết cái con sóng. Ví dụ như là cái con CTD đi, em mua tại những cái điểm này đi. Ví dụ em mua tại những cái điểm này rồi em ngồi yên thôi. Em không cần phải mua đi mua bán lại. Là em mua những cái điểm này rồi em chờ đánh gia tăng ở những cái điểm đằng sau. Chứ em không phải là mình càng giảm mình càng mua. Đấy, cái phương pháp của em là cũng là hold đó, cũng là nắm giữ đó, nhưng mà em nắm giữ ở chu kỳ đại giá. Đây là quá trình đánh sóng này, đánh nắm giữ ở những cái chu kỳ đại giá chứ không phải là nắm giữ ở những cái chu kỳ đại giá nè. Tích sản nè, càng giảm càng mua nè. Càng giảm càng mua, muốn rẻ bao nhiêu có bấy nhiêu cho anh chị. Đấy, giai đoạn này cũng vậy nè. Muốn rẻ bao nhiêu cũng sẽ có bấy nhiêu cho anh chị, càng rẻ càng mua. Nên em thì em cũng thiên hướng này về nắm giữ, nhưng mà em nắm giữ trong cái kênh xu hướng tăng. Bản chất anh chị nhà đầu tư mình chỉ kiếm được tiền khi nào? Khi cổ phiếu nó tăng giá. Ở thị trường Việt Nam thì không có câu chuyện bán khống, và anh chị chỉ kiếm được tiền từ thị trường, từ cổ phiếu nó tăng giá. Vậy tại sao anh chị không mua ở những cái quá trình nó đẩy giá, đúng không? Những cái việc dễ chúng ta không mua, không làm, mà đi làm những cái việc khó là gì? Là đoán có khi nào cổ phiếu tăng, đoán con ngày mai thì thị trường nó tăng, nó giảm bao nhiêu điểm. Đó là những cái việc quá khó. Và những cái tay to họ nhiều khi những cái quỹ Dragon Capital, ông chủ tịch ông nói là gì? Tôi đầu tư 20 năm trên thị trường mà tôi còn không biết ngày mai thị trường nó xanh hay nó xanh hay nó đỏ. Mà nhà đầu tư cá nhân rất là thích nhận định thị trường là thị trường ngày mai tăng hay là thị trường ngày mai giảm, rồi sau đó mình làm gì? Sau đó mình đăng bài lên diễn đàn, rồi mình lại hô hào những nhà đầu tư khác. Nhưng mà đối với em, khi mà mình đi phân tích thị trường, mình phải phân tích được cái cốt lõi của thị trường trong giai đoạn hiện tại là gì. Đối với thị trường xe quay mà đi phân tích chỉ số thì làm sao mà dám mua cổ phiếu? Đối với thị trường xe quay chúng ta cần phải tập trung gì? Tập trung thẳng cái dòng dẫn, tập trung thẳng cái dòng tiền đang nằm ở đâu. Anh chị tập trung thì anh chị mới kiếm được tiền. Và quay trở lại với một cái câu chuyện ngày hôm nay, thị trường á, nó tạo một cái tâm lý là rung lắc, và rất là nhiều nhà đầu tư mình sợ sập, rất là nhiều anh chị mình kêu upbo. Thì trong sẵn tiện cái video ngày hôm nay muốn chia sẻ anh chị góc độ là gì? Khi anh chị đầu tư, anh chị phải hiểu anh chị đang làm gì, anh chị đang ở đâu. Tại sao mà mình cứ nghe người này người kia hô uppo rồi anh chị lại bị rớt hang? Rất nhiều anh chị mình rớt hang. Nhưng mà yên tâm, đồng hành cùng em tại hệ thống đặt gồng được những cái con VIX từ những cái điểm mua giá trần như thế này, những cái điểm giá tăng như thế này, lãi hàng chục phần trăm. DG cũng vậy nè, mua từ những điểm như đây hàng lãi cũng hàng chục phần trăm. Hay là EDG đi, mua từ những cái điểm này nè, lãi cũng hàng chục phần trăm. Đó là một trong những cái sự nắm giữ khi mình mua cổ phiếu đúng những cái chu kỳ của nó, mình ngồi yên chứ không thích là nhảy đi nhảy lại. Tuy nhiên, có những cái cổ phiếu sau khi mình mua nó không đạt những cái kỳ vọng. Ví dụ em mua con KBC điểm này, em mua để sau đó nó nổ lên đây, gọi là cái tính thời điểm. Cái video ngày hôm qua em có nói rồi, đây em mua cái này để sau đó nó nổ lên, gọi là cái tính thời điểm. Nhưng mà nó không nổ thì em bán, đơn giản. Em biết tại sao em mua và em biết tại sao em bán. Em mua bởi vì nó nổ lên trên đây mà nó không nổ thì chứng tỏ nó có vấn đề, và khi nó có vấn đề thì em không tranh cãi, em sẽ tìm cách em bán ra. Khi nào nó nổ em mua lại sau. Em sẽ lấy anh chị một cái tính thời điểm nó quan trọng này. Anh chị mua cái cây này để sau đó cái cây này nó bùng nổ lên T cộng 2.5, đúng không? Anh chị mua cái cây này để nó bùng nổ, nó vào sóng. Ví dụ anh chị mua cái điểm này để sau đó xuất hiện cái điểm này để nó chạy. Nhưng mà anh chị mua cái cây ngày 27 tháng 1 và cái cây ngày 31 tháng 1 nó không xuất hiện bùng nổ thì sao? Mình phải bán. Mình không bán anh chị âm khoảng bao nhiêu phần trăm từ những cái điểm này anh chị gồng đi? 20% chứ đâu ít ỏi vậy anh chị. 20% rất là kinh khủng. Nên đối với hệ thống em á, trước khi vào sóng em sẽ ném đá vào đường. Em ném liên tục, em ném rất là nhiều. Nhưng mà khi em ném được cái đường rồi ha, em dò được cái đường, em all in. Chia sẻ thẳng thắn, một khi đã vào sóng được em all in. Ngay cả hiện tại hệ thống cái này em mua những cái cổ phiếu DG nè. Anh chị nào trong room biết là gì? Em báo mua từ những điểm này và ngay từ trước lễ em đã báo là có sóng rồi, chứ không phải là bây giờ đâu. Và mình đã vào vị thế tốt, anh chị chỉ cần nằm yên ráo nước, không cần làm gì, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Để làm gì? Để mình nắm giữ được những cái cổ phiếu lâu nhất có thể. Đây chính là những cái con siêu cổ với những cái điểm bùng nổ chu kỳ như thế này. Đây chính là những cái gọi là những cái con chiến mã nha. Không có nhiều trên thị trường đâu, mà anh chị bán ra xong anh chị sẽ không biết mua những cái cổ phiếu nào. Thì em cũng xin chia sẻ một cái câu chuyện ngày hôm qua. Cũng có một cái anh ấy cũng khá là thân thiết, anh cũng hay xem video của em. Anh có chia sẻ em á, anh mua con VIX cái điểm này. Cái điểm này anh mua giá 8.7, nhưng mà ngày hôm qua anh lỡ bán rồi, bởi vì anh nói em là cái vị thế anh không tốt. Trong khi anh mua giá 8.7, nó chỉ chênh lệch khoảng 2-3% từ những cái điểm giá trần này thôi. Mà anh bán ra xong anh sợ là anh mất lại, nhưng mà ngày hôm nay nó bật tăng trần. Đó cũng là một trong những cái kinh nghiệm và em chia sẻ với anh trong cái buổi tối ngày hôm qua trò chuyện. Em nói là gì? Ngày hôm nay anh bán VIX nó rất là ổn, khả năng ngày mai con VIX nó kéo tiếp là bình thường. Em không biết là anh có đang xem video của em hay không, thì em xin không tiện nói tên và em chia sẻ một cái câu chuyện đó. Để làm gì? Để anh chị biết là em nhận định em có cơ sở, chứ không phải là em nói suông. Không phải là những cái điểm này là mình hô mình bán sạch rồi bây giờ tăng mình mới nói. Không có. Anh chị nào trong room khách hàng cơ mà anh chị biết rất là rõ. Em năn nỉ anh chị là gì? Anh chị gồng đi, anh chị hô chặt đi, đừng bán một cổ phiếu nào, bởi vì đây chính là những cái con chiến mã. Đây chính là những cái siêu cổ phiếu mà nhiều khi anh chị bán ra xong anh chị rơi một cái tình trạng là bán bò mà tậu ảnh nương. Anh chị bán những con siêu xe mà anh chị lại mua những cái con xe cà tàng. Làm sao vậy? anh chị đã có một cái cổ phiếu rất là khỏe, anh chị cứ tự tin và đừng sợ người này người kia hô hào thị trường sắp. Và cũng có một vài cô bác trong room hệ thống cộng đồng của em cũng có nói là cũng cảm ơn em vì nhờ em mà cầm được những cái con DG lãi 20 mấy phần trăm hay là VIX lãi 29% không chốt. Sáng nay thì cũng có một cái cô bảo là VIX chốt không em, chốt không con, thì em mới chia sẻ thẳng thắn là những cái con này cô đang lãi khoảng 29%, cô cứ tự tin nắm giữ đi. Không phải ai được như cô, không phải ai cũng có những cái phần lợi thế, vị thế tốt như cô đâu. Cô bán ra xong cô không biết mua được con nào đâu. Và cũng có một vài cô hỏi là BNC giữ hay không con, cô đang âm 8%. Em cũng chia sẻ là gì, những con này những cái cổ phiếu trụ mà nó đang nằm ở chu kỳ đại giá, càng nắm là càng lỗ, nên em chỉ khuyến nghị là gì, âm 7% là em bán, là không có chuyện âm 8% đâu. Nên em cũng khuyến nghị cô đó là gì, cô cơ cấu những cái con này để mà mua những cái con nào, tìm những cái cơ hội như là VIX nữa, DG có không? Có anh chị. Và trong video ngày hôm nay em xin nốt lại anh chị một vài cái cổ phiếu chuẩn bị bùng nổ và cái nhóm ngành để mà chúng ta canh nha. Cái nhóm ngành để mà canh có một cái đại sóng trong cuối 2023, đầu 2024 mà anh chị đừng bỏ qua. Và anh chị nào mình đã sẵn sàng chưa? Anh chị bình luận số 4 đi, và em nữa tí nữa em sẽ đi phân tích một vài cái cổ phiếu, một vài cái mô hình, một vài cái nhận định, một vài cái cơ sở mà từ gốc đến ngọn để mà anh chị mình cảm nhận được là những cái điều em chia sẻ là nó có logic, nó hợp lý, chứ không phải là em làm cái thằng nói suông, không phải là một cái thằng nói cho có, mà em luôn nhận định anh chị một góc độ là có dẫn chứng để mình thuyết phục được cái luận điểm của mình đúng, chứ không phải là lên mạng mình hô hào 3 chữ cái này kia. Đấy, thì anh chị nào mình đã sẵn sàng, anh chị bình luận số 4 đi, và em sẽ đi phân tích anh chị một cái dòng và một vài cái cổ phiếu riêng lẻ nó có khả năng là chuẩn bị cho những cái nhịp vượt đỉnh 52 tuần. Đó là một trong những cái rất là hay nha. Đối với cái ông Mark Minervini, những cái cổ phiếu vượt đỉnh 52 tuần đó là siêu cổ phiếu, và những cái cổ phiếu giá cao sẽ tiếp tục tăng mạnh và tăng cực kỳ mạnh. Đó, anh chị cần phải tập trung, và cái câu chuyện ở đây chúng ta cần phải xem lại cái phương pháp của mình. Ví dụ những anh chị nào mình đánh sóng, mình đánh theo em ở lãi hàng chục phần trăm em vẫn chưa báo bán, DG lãi hàng chục phần trăm, 15-20% em vẫn chưa báo bán, VIX cũng vậy. Nhưng mà những anh chị nào mình đánh tê cộng, mình thấy lãi 70%, anh chị bảo anh chị chốt lại đúng. Nhưng mà đối với hệ thống em 70% nó không có nghĩa lý gì cả, không phải là em chảnh hay như thế nào, mà bản chất là chúng ta trải qua một năm 2022 rất là khó khăn. Anh chị thấy năm 2022 khó khăn không anh chị? Anh chị mất tiền rất là nhiều đúng không anh chị? Nên khi mà nó đã có sóng, đã có cơ hội, chúng ta phải lấy lại tiền từ thị trường, chứ chúng ta đừng có ăn ngắn quá. Không có cuốn sách nào mà dạy làm giàu, đánh T cộng mà giàu từ thị trường chứng khoán Mỹ hay Việt Nam. Anh chị xem đi, toàn là những cái ông mà mình viết sách mà chắc gì thành công mà mình đã thành công đâu. Khi mà em đọc sách, em nghiên cứu, không có ông nào mà ông nói được cái bản chất của thị trường, mà cái mà giúp anh chị kiếm được tiền chính là những cái biến cố lớn của thị trường, là xu hướng thị trường tăng hoặc là xu hướng thị trường giảm. Mà thị trường Việt Nam không có bán khống, nên chúng ta chỉ kiếm được tiền từ xu hướng thị trường tăng, xu hướng của cổ phiếu tăng, và gọi đó là sóng dòng, sóng ngành. Một cái con sóng không bao giờ dưới 30%, ít nhất là 30% trở lên. Em sẽ anh chị một vài cái điểm điển hình đi. Từ những cái điểm này nè, điểm trong quá trình tạo nền của nó 31% rồi, mua từ những cái điểm này cũng lãi mười mấy 20% rồi. Em không có nói điêu đâu, thật sự. Anh chị xem từ những cái quá trình từ phía dưới lên đi, ít nhất là khoảng bao nhiêu, nhưng đôi vậy đâu ít. Đấy, 85%. Và anh chị thấy là 2022 thị trường khó khăn, và anh chị nghĩ là kiếm 20% nó khó. Nhưng mà 2023 khác nha anh chị. 2023 là một cái năm mà nó tái thiết lập lại một cái chu kỳ mới. Để làm gì? Để cho nhà đầu tư bắt đầu có một thói quen. Trước đó thì vừa tăng lên là bán, vừa tăng một tí là bán, đúng không? Lên một chút xíu không bán là bị dập lại, mất lãi, đúng không? Bán không bán, dập lại, mất lại. Rồi lên lại một tí nè, không bán, dập lại, mất lại. Nó hình thành một cái thói quen. Và anh chị thấy là một cái thói quen á, khi anh chị lặp đi lặp lại 21 ngày nó sẽ hình thành một cái công việc nào đấy, một cái tâm lý. Anh chị cứ lặp đi lặp lại 21 ngày liên tục, mỗi ngày đều làm thì nó sẽ hình thành cho anh chị một cái thói quen, và đó là cái tạo lập họ muốn. Nên nó mới tích lũy 4 tháng nè, nó cho anh chị một cái thói quen ăn ngắn, và đến khi mà nó vào sóng thực thụ nha, nó kéo lên đây là anh chị chốt xong nó lại phi tiếp. Đấy, nó rủ vào đây nó phi tiếp là bình thường. Nên nó với một cái câu chuyện chúng ta phải có một cái tầm nhìn xa. Anh chị phải có tầm nhìn xa thì anh chị mới kiếm được tiền. Có một câu nói của một cái nhà doanh nhân nào đó mà em không nhớ tên, nhưng mà cái bản chất của ông nó nói là vậy, nói là như thế này: nếu như mà anh chị muốn kiếm 1 triệu đô thì trong đầu chúng ta phải nghĩ đến 1 triệu đô. Anh chị muốn nhân đôi tài khoản thì trong đầu chúng ta phải tìm cách để mà đánh sóng, tìm cách để mà nhân đôi. Chứ bây giờ 5% anh chị lãi anh chị chốt, 10% anh chị lãi anh chị chốt, thì bao giờ anh chị mới nhân đôi được? Mà nhiều khi anh chị mất á, anh chị mất nhiều hơn. Ví dụ như bây giờ anh chị có 10 triệu, anh chị lãi 5%, anh chị lãi được 500 nghìn, 10 triệu 500 nghìn, rồi sau đó anh chị lãi thêm 5%. Nhưng mà cái lãi đó đến một lúc nào đó anh chị nâng cái quy mô vốn lên 20 triệu, mà anh chị lại lỗ 5%, anh chị lỗ 10% đi, nó mất hết những cái khoản lãi ban đầu, nó bị khấu hao hết. Nên đối với câu chuyện đó, anh chị đừng cố gắng kiếm tiền lẻ, mong khi kiếm tiền thì phải kiếm tiền chẵn, gọi là gì, đánh sóng sóng dòng. Đó là một trong các phương pháp hệ thống hiện tại em đang theo đuổi. Và em có hai room để mà chăm sóc khách hàng, một room mà T cộng, một room mà đánh sóng. Và trong cái quá trình hiện tại em không tập trung đánh T cộng nữa, em chuyển sang đánh sóng hết. Nhưng mà khi nào em đã vào hết sóng rồi, có những cái quá trình T cộng thì em sẽ khuyến nghị anh chị nhà đầu tư mình đổi khẩu vị, đánh 50% đánh T cộng, không đánh cũng được, không là vấn đề. Nhưng mà cái em đang hướng dẫn hệ thống khách hàng của em là gì, để mình đánh sóng. Và một cái con sóng không bao giờ dưới 30% để mà anh chị kiếm lợi nhuận. Và giờ này nó còn sóng hay không em? Khẳng định anh chị, thị trường đang thiết lập cho một cái quá trình tạo sóng đấy. Quan trọng là cái tính thời điểm thôi. Quan trọng chúng ta có nhìn được, nhận định nó là sóng hay không. Rất nhiều những cái cổ phiếu nó đã tăng hàng 70-80% như là CTD nè, 70% là ABI nè, EDG nè. Đây là gì? Đây là sóng chứ là gì anh chị? Và anh chị có nhìn nhận được hay không? BSI nè, FTS nè, CTS nè. Đấy, đây là gì? Đây là sóng đó. Và anh chị không nhận ra được sóng khi nó kết thúc một cái chu kỳ. Đa số nhà đầu tư mình chỉ biết nó là đỉnh khi nào, khi trải qua đỉnh. Và đa số nhà đầu tư mình biết nó là sóng khi nào, nó đã trải qua sóng rồi. Vậy giai đoạn này mấy ai nhận định được thị trường có sóng? Rất là ít. Trên thị trường, những bậc cao thủ, những lão làng nhận định thị trường có sóng rất là ít. Thậm chí em quen biết một vài chủ tịch ở những cái công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam luôn anh chị. Hàng đầu Việt Nam, hàng đầu miền Bắc luôn. Đấy, nhưng mà anh nói là gì? Hiện tại vĩ mô xấu lắm em ơi. Em đồng ý với anh, em rất là đồng ý về cái câu chuyện vĩ mô hiện tại là Việt Nam mình đó, nó có một cái vấn đề là bị ảnh hưởng rất là nhiều về cái câu chuyện về trái phiếu doanh nghiệp nè, về câu chuyện về lãi vay nè, về câu chuyện về nợ xấu nè, em đồng ý. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ, hiện tại cái chúng ta nhìn là gì? Tương lai. Tương lai là một trong những cái phản ứng trước về cái nền kinh tế. Thị trường chứng khoán là nó là cái đi trước nền kinh tế, nên chúng ta đừng tập trung vào vĩ mô quá nhiều, mà chúng ta cần phải tập trung dòng tiền đang nằm ở đâu. Đôi khi anh chị thấy một cái cổ phiếu cơ bản nó tốt, nhưng mà chắc gì nó giúp anh chị kiếm được tiền. Bao nè, giá điện tăng đúng không? Những cái thằng than đá này, những cái thằng nhiệt điện nè, là công suất nó cao nè, cái lợi nhuận nó ổn định nè. Đấy, những doanh nghiệp hàng đầu trong cái nhóm ngành dầu khí nhiệt điện á chị, bao nè, hay là con nào RE nè. Đấy, rất là nhiều những cái cổ phiếu hàng đầu trong cái nhóm ngành DGC nè, DGC nè, hay Đàm Cà Mau nè, nó vẫn báo lãi đấy, nhưng mà tại sao giá nó không tăng? Tại sao anh chị? Bởi vì dòng tiền đầu cơ không vào. Và dòng tiền đầu cơ là cái để giúp anh chị kiếm được tiền, thậm chí kiếm rất là nhiều tiền trên thị trường. Nên với phương pháp em là gì? Em sẽ hướng dẫn hệ thống khách hàng mình đánh sóng hết. Em không đánh tới cộng, tập trung đánh tới cộng, và em cũng không thích sạn đâu. Chia sẻ thẳng thắn như vậy. Đó, một khi lỗ là em nhận, em cắt lỗ, đúng không? Anh chị nào khách hàng em cắt lỗ khoảng 1-2% là gì, 4% là gì. Nhưng một khi đúng, em khuyến nghị khách hàng là mình gồng cho hết sóng luôn, mình gồng mà lên cơ lên chuột luôn. Đó mới là gì? Đó mới là cái mà chúng ta cần phải tập trung. Nhiều khi gồng lỗ gồng rất là hay nha. Em gồng lỗ, em gồng quá khứ, em chia sẻ luôn, gồng lỗ quá khứ em gồng rất hay, gồng đến khi nó bị không mà xin bị for sale thì em mới bị bán rồi em phá sản. Nhưng mà khi bây giờ chúng ta đã xây dựng một cái hệ thống rồi, hệ thống khách hàng của em đã xây dựng và đánh sóng rồi, em sẽ khuyến nghị anh chị khách hàng là gồng lãi và gồng lãi. Cái gì quan trọng thì sẽ nhắc 3 lần, bởi vì chúng ta phải tập trung vào những cái chu kỳ lớn thì anh chị mới kiếm được tiền. Và trong giai đoạn hiện tại thị trường đang set up, đang thiết lập một cái chu kỳ tích lũy 4-5 tháng từ cuối 2022 đến đến giai đoạn khoảng giữa 2023. Đây là một cái chu kỳ giống như đây nè. Đây là một trong những quá trình thị trường chung đi ngang hấp thụ nè, những quá trình tích lũy 2016 nè, rất là nhiều những cái siêu cổ phiếu bắt đầu. Đấy, rất là nhiều những cái cổ phiếu mà anh chị cần phải tập trung. Và trong một cái chu kỳ luôn sẽ có những cái con sóng. Anh chị xem 2016 nè, đấy, BHR đánh từ những cái điểm bùng nổ bên dưới mà lên đây nó tiếp tục nó bùng nổ nè. Đấy, là NTC nè. Rất là nhiều những cái cổ phiếu để mà chúng ta tập trung. Đấy, NTC thì như lúc này chưa lên 2017 nó mới đánh, lúc này mới lên sàn 2017 nó mới đánh. Và 2016 có rất nhiều những cái con sóng để chúng ta kiếm lợi nhuận. Sóng thép nè anh chị, đấy, rất nhiều những cái con sóng. Và tại sao nó có sóng? Bởi vì nó có nguyên nhân là gì? Là cái quá trình gom hàng của tổ chức nè, quá trình gom hàng thì nó mới có một kết quả. Đây là cái nguyên nhân, còn cái kết quả nó sẽ nằm ở đằng sau. Vậy là hiện tại thị trường đang set up một cái quá trình xây cái nguyên nhân cho một cái kết quả. Nam Kim nó cũng đánh rất là kinh. Đấy, nguyên cái quá trình tích lũy của nó 2017 nè. Đấy, 2017 tích lũy, và đây là cái điểm nổ của nó nè, đúng không? Đây 2017, đây là cái quá trình gom hàng của tổ chức. Tại sao em biết gom hàng? Bởi vì cuối quá trình tích lũy dòng tiền đầu cơ vào và nó kiệt khối lượng nè, cuối quá trình tích lũy nó bùng nổ nè. Đây chính là những cái chân sóng. Và anh chị mua từ những cái điểm này rồi ngồi yên, mua điểm này rồi gia tăng điểm này đó, rồi mình ngồi yên, đúng không? Ngồi yên anh chị xem nè, nó chạy bao nhiêu phần trăm, chạy bong bong, chạy rất là mượt anh chị. Đấy là gì? Đấy là quá trình đẩy giá, càng mua là càng thắng. Nhưng mà trong chu kỳ đè giá nè, đây là đè giá nè, anh chị càng tích sản bao nhiêu anh chị càng lỗ, càng mua là càng thua. Nên nó sẽ xây dựng cho một cái tâm lý nhà đầu tư là mình không dám gồng lại lớn. Nhưng mà đối với em trong quá trình vào sóng, em sẽ ném đá rất nhiều. Em ném đá cổ phiếu để mình biết được những cái cổ phiếu nào là những cái siêu cổ, những cái cổ phiếu nó có sóng chưa. Sẽ có những lúc ném đá xong rồi sau đó chúng ta bị cắt lỗ là bình thường. Chia sẻ thẳng thắn trên YouTube. Ví dụ là cái phiên này mình nhận định là nó bùng nổ, nhưng mà sau đó như nào nó không đi xa được và nó có những cái qua rủ đó. Mình cứ ném đá đó, mình ném 5, 10%, 15, 20% và cắt lỗ 1, 2%, 3%. Nó không nhiều đâu anh chị. Nhưng một khi anh chị xem về cái quá trình chạy sóng của nó, anh chị kiếm được bao nhiêu tiền? 83%. Chưa tính anh chị đánh margin lên, anh chị đánh margin chị lãi 50%, mà tỷ lệ 1:1 là anh chị đã nhân đôi tài khoản rồi. rất nhiều những cái cơ hội trong giai đoạn hiện tại mà chúng ta cần phải tập trung, chứ đừng quan tâm là chỉ số. Và đánh giá chu kỳ của thị trường là một trong những chu kỳ tích lũy nè. Đây là tích lũy trong một cái quá trình đẩy giá, và nhà đầu tư họ sẽ không nhận ra sớm đâu. Họ không nhận ra, họ chỉ nhận ra những cái vùng đỉnh. Nên đối với cái giai đoạn này là giai đoạn chúng ta cần phải tập trung tuyệt đối trong cái chu kỳ đẩy giá của cuối 2023 và đầu 2024. Đây là siêu mẫu hình tích lũy của cổ phiếu cũng như là thị trường chung. Và khi thị trường chung tích lũy, nó không phải để tích lũy cho vui mà nó tích lũy cho một cái chu kỳ mới. Nên anh chị nào mình đã sẵn sàng, anh chị bình luận số 5 đi. Tôi đã sẵn sàng cho một cái chu kỳ mới của 2023 và đầu 2024. Đây sẽ là những cái chu kỳ để mà chúng ta làm gì? Chúng ta phục thù. Năm 2022 chúng ta trải qua một cái siêu chu kỳ downtrend mà đó giờ chưa xảy ra. Thậm chí em thấy nó còn kinh khủng hơn 2018 mà chúng ta đã trải qua được 2022, tức là có một câu nói là bỉ cực hồi Thái Lai, tức là những cái gì xấu nhất rồi nó sẽ tự động từ hành xấu hành tốt, bỉ cực hồi Thái Lai. Và đối với câu chuyện hiện tại cũng vậy, khi mà chúng ta trải qua câu chuyện về trái phiếu doanh nghiệp, chúng ta trải qua câu chuyện về nợ bất động sản, về câu chuyện về phá sản hàng chục cái doanh nghiệp trẻ, hay là những câu chuyện về ông Fed ông tăng lãi suất rồi ngân hàng nó vỡ nợ đã trải qua rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải tập trung trong tương lai. Nếu như mà khi mà qua cái quá trình là hút tiền thì nó sẽ tới một quá trình là gì? Kiểm tra và bơm tiền. Lúc nào cũng sẽ vậy, bơm hút đó là một cái chu kỳ không thể nào mình thay đổi. Và khi nó hút tiền rồi nó sẽ bơm, và bơm là gì? Bơm là nó đẩy tiền lên nền kinh tế, và thị trường chứng khoán là nơi đi trước về nền kinh tế. Vậy đây có phải là cơ hội hay không? Đây chính xác là cơ hội để mà anh chị đầu tư. Nên anh chị nào mình đã sẵn sàng, anh chị hãy xem hết video đi. Và cái sóng em nói anh chị không phải đến 1-2 ngày đâu, mà không phải là 1-2 tháng đâu, nó là 3-6-9 tháng một cái chu kỳ. Đó, anh chị chỉ cần tập trung được những cái chu kỳ đó thì anh chị mới kiếm được tiền. Chứ anh chị nhìn ngắn hạn quá, anh chị sẽ không thấy được một cái bức tranh tổng quát. Bởi vì ngày hôm nay thị trường gần như là nó không tăng điểm, tăng 0.2% thôi, 0.2 điểm thôi. Đấy, nó không tăng nhiều thì anh chị sẽ thấy là thị trường nó chán. Nhưng mà bản chất anh chị cầm DG xem, anh chị cầm VIX xem, anh chị có chán không? Anh chị cầm VTB xem, anh chị có chán không? Không, mà anh chị cầm nào mà chán? Đạm Cà Mau nè, Đạm Phú Mỹ nè, BFC, Vinamilk, VIC, RE, LMH, anh chị cầm những con này anh chị mới thấy chán. Còn bản chất thị trường hiện tại nó có chán không? Không. Bởi vì sao? Vì em về trong khách hàng đang vào những cái cổ phiếu có dòng tiền thông minh vào, và vào được những cái vùng chân sóng thì em sẽ nắm giữ. Và những anh chị mình đang cầm tiền mình có cơ hội không? Em khẳng định anh chị sẽ có cơ hội nha. Thị trường này nó luôn đầy cơ hội, quan trọng anh chị có dám vào hay không. Nhưng mà anh chị càng tham gia muộn thì đương nhiên cái tỷ lệ rủi ro của anh chị mỗi ngày nó sẽ tăng lên. Không thể nào mà anh chị đòi anh chị an toàn được. Em về trong khách hàng mua từ những điểm sâu chỉnh nè. Tất cả nhịp điều chỉnh là chức xúc tác cho quá trình tạo sóng này. Thị trường điều chỉnh là 0.6 điểm, tương đương khoảng 6 điểm hơn đó. Lúc này thị trường điều chỉnh 6 điểm, nhưng mà lúc đấy mua con nào? DG. Đấy, sau đó 1-2 phiên cân bằng là mua con DG hay là con CTD này. Thị trường điều chỉnh là mới xuất hiện siêu cổ, thời thế tạo anh hùng này. Đấy, những cái quá trình thị trường rơi thì CTD mới lên. Đấy, hay là EDG đi. Đấy, tại sao lúc này thì con EDG nó đánh? Đây, anh chị xem cái bản chất của thị trường lúc đó này. Đây, giai đoạn này nè, bản chất của thị trường lúc đó là gì? Đi ngang và rơi. Đi ngang nè, rơi nè. Mà EDG đánh rồi, mà EDG nó vẫn đánh nè. Hay là con gì? BSI, đúng không? BSI nó vẫn đánh nè. Nên với cái câu chuyện hiện điểm hiện tại là một trong những câu chuyện chúng ta cần phải tập trung tuyệt đối. Và đừng cố gắng mua những cái cổ phiếu giá rẻ, bởi vì đó là những cái món những cái đồ thiêu. Đấy, những cái món mà nó không phải là những cái đồ tốt, anh chị cần phải né nó ra, bỏ nó ra. Những cổ phiếu nào trong giai hiện tại của anh chị mà nó đang nằm ở chu kỳ đè giá nha, Đạm Cà Mau nè. Đây là những cái chu kỳ đè giá của nó đó. Đấy, đi ngang nè. Đấy, chu kỳ đè giá đó có thể là nó tích lũy gom này một hệ thời gian rất lâu thì nó mới đánh. Khi nào em thấy được dòng tiền đầu cơ vào giai đoạn sau này, em đánh. Còn cái này hiện tại có chưa? Chưa thì sao? Em không đánh. Em đánh những con nào? DG nè, VIX nè, EDG nè, sướng không? Sướng anh chị. Vậy tại sao chúng ta cứ mua những con Đạm Cà Mau rồi gắn một cái mác tích sản để làm gì? Anh chị không tối hóa được cái phần lợi nhuận. Riêng cũng vậy nè. Mua những con này nó không tối hóa được cái phần lợi nhuận. Sáng ngày hôm nay có một cái thông tin là thủ tướng duyệt về câu chuyện về năng lượng tái tạo, mà anh chị xem những cái con năng lượng tái tạo có đánh hay không. RE nè, cũng là một trong những cái doanh nghiệp về điện gió, điện năng lượng tái tạo mặt trời đó. Anh chị thấy là nó có đánh không à? Không, chỉ tăng 0.6% mà đánh cái gì? Đấy, con nào nữa ta? BC1 này tăng 0.3% mà đánh cái gì? Bởi vì sao nó không đánh? Vì dòng tiền đầu cơ nó không chọn. Bởi vì dòng tiền đầu cơ nó không chọn một cái cổ phiếu thì làm sao cổ phiếu nó tăng? Anh chị thấy cái nghịch lý không? Đó. Là giá tăng này, mà nó bị một cái là ngày hôm nay bị break fail rồi. Đấy thì những con này nó đi ngang, thậm chí là nó rủ lại là bình thường. Nên câu chuyện chúng ta đừng tập trung vào vĩ mô quá nhiều. Em đồng ý vĩ mô quan trọng, em khẳng định vĩ mô quan trọng, nhưng chúng ta đọc chúng ta phải hiểu. Chứ không phải là chúng ta đọc vĩ mô là ông Fed tăng lãi suất mà bây giờ lấy cái câu chuyện là Fed nó tăng lãi suất mạnh lắm, thị trường sập không có cơ hội. Đó là quá khứ. Mà chúng ta đừng sống trong quá khứ nữa anh chị. Chúng ta phải sống cho tương lai. Quá khứ là một cái năm 2022 rất là khó khăn của anh chị nhà đầu tư. em cũng rất là khó khăn, bởi vì sao? Nó không có sóng cho em đánh. Nhưng mà 2023 em nhận định là có sóng thì em sẽ tức tay, em sẽ đánh all in và em sẽ vừa đánh vừa quản trị. Em vừa đánh vừa quản trị, ngay cả em khuyến nghị trong khách hàng mình mua, em cũng luôn đặt một cái quản trị, một cái kịch bản để mà mình xử lý, mình cắt lỗ thôi, chứ không bao giờ mình mà giai đoạn này mà mình báo khách hàng là mình cứ all in đi, anh chị cứ mua đi, lỗ là anh chị cứ mua đi, chung mình giá đi, không có chuyện đó đâu. Và quay trở lại với một cái câu chuyện, là những cái thằng điện này được Thủ tướng Chính phủ và duyệt về câu chuyện điện gió gì đấy, về năng lượng tái tạo, như thấy nó tăng 1.5% mà khối lượng như này nó đâu có đạt đâu anh chị. Khối lượng như này không đạt, trong khi cái khối lượng ngày 12 tháng 4 mà volume 10 gần 17 triệu nó còn không break được. Không break được ở đây thì làm sao cái cây 11 triệu mà break được. Nỗ lực mà không thành công thì những con này mà anh chị đánh theo tin là anh chị vỡ alo đấy. Anh chị không kiếm được tiền đâu. Không kiếm được tiền như là những cái con khác. Đấy, một vài cổ phiếu như là Hà Đô đi. Anh chị thấy là cũng là điện đúng không? Thủy điện đúng không? Mà anh chị thấy nó có tăng không à? 1.2% xi nhê gì so với con nào? VIX bật tăng trần nè. Ra thông tin tốt chưa? Chưa. Và đó là cái chúng ta phải nhìn nhận là gì? Đôi khi anh chị thấy là những cái tạo lập muốn anh chị thấy. Bây giờ anh chị bỏ vài triệu thôi là anh chị có thể là thuê một người viết báo. Đúng không? Một vài triệu thôi là đã có những cái trang báo rồi. Nên khi anh chị cần phải tập trung là gì? Là chúng ta phải tập trung theo dòng tiền thông minh, chứ không phải chúng ta đọc tin theo tiêu đề. Em thấy có một cái thông tin nè, anh chị xem trên cái báo fan, trên fan nó đăng gì? Cái phiên này nè, phiên sáng ngày hôm nay thì phải, sáng ngày hôm nay gì? Thư ký của chủ tịch DG đăng ký bán 30.000 cổ phiếu. 30.000 cổ phiếu so với 21 triệu cổ phiếu nó là gì? Mũi đốt inox. Làm sao mà nó phân phối trong giai đoạn này, đúng không? 30.000 thôi. 30.000 cổ phiếu so với 21 triệu nhiều khi không bằng một cái nhà đầu tư nhỏ lẻ họ mua cổ phiếu nữa. Nên đôi khi chúng ta đọc tin tức á, chúng ta cần phải hiểu là cái tin đó nó có chủ đích gì, nó có ý nghĩa gì, chứ không phải là đọc theo tin. Ngày hôm nay rất nhiều anh chị mình FOMO mua những mảnh điện đúng không? QTB này, rất là nhiều anh chị mình thấy là ai cũng hỏi những mảnh điện, RE nè, BOW nè, BC1 nè, GEG nè, dòng tiền nó có vào đó mà anh chị mua những cái con này. Ngay cả trong room đào tạo em nói là gì? Với những cái cổ phiếu trong những ngành điện, nhiều khi thông tin ra nhưng mà giá nó không vào, dòng tiền nó không vào xác nhận, em sẽ không mua. Đấy, em chia sẻ rất là rõ ràng và cái quan điểm và cái luận điểm của em rõ ràng. Nhờ đó em sẽ không bỏ tiền vào những cái cổ phiếu này. Và tiền anh chị kiếm rất là khó, nên anh chị cần phải bỏ đúng nơi. Tiền cần phải hoạt động, tiền cần phải bỏ đúng nơi. Chứ anh chị bỏ những cái cổ phiếu này hiệu suất anh chị không cao. Nên anh chị cần phải cơ cấu tỉa cỏ danh mục ngay. Còn nếu như anh chị không biết tỉa cỏ danh mục, xin chúc mừng, kênh YouTube của em là một trong những kênh chia sẻ và luôn tỉa cỏ lại. Đấy, em là một trong những cái anh nông dân mà mình luôn tỉa lại những cái bông hoa nào nó xấu, những cái bông hoa nào nó chết để mà trồng những cái bông hoa mới. Đó là cái lý do mà em đi theo cái trường phái là VSA, cái trường phái là đánh sóng. Khi mà mình thấy là cổ phiếu nó không đúng nhận định là em bán. Bán xong em mua những cái cổ phiếu có khả năng là vào sóng. Mình phải cược anh chị, không bao giờ mình khẳng định 100% là nó vào sóng luôn. Không bao giờ có chuyện đấy, mua một phát ăn luôn. Những ông nào mà dám khẳng định từ đó đến giờ ông chưa lỗ là những ông nó phét. Không ai đầu tư mà không lỗ. Ngay cả Mark Minervini là một trong những cái nhà thiên tài đầu cơ của thị trường chứng khoán Mỹ, ông mất từ 4 đến 7 năm ông mới xây được cái hệ thống phương pháp, và ông cũng cắt lỗ hàng chục lần, hàng trăm lần. Hay là những cái ông Livermore, hay là ngay cả ông đầu tư giá trị tăng trưởng, giá trị tích sản, ông Warren Buffett đó, càng rẻ là càng mua. Ông mua những cái doanh nghiệp hàng đầu với những cái vùng giá rẻ. Ông mua những cái doanh nghiệp đấy, ông Warren Buffett đó. Nhưng mà anh chị đọc những cái bài báo của ông đi, có những cái thương vụ ông lỗ hàng tỷ đô là bình thường. Ông phá sản cũng rất là nhiều lần. Nên đối với cái câu chuyện chúng ta phải nhìn nhận là gì? Tất cả mọi phương pháp đều có lỗ hổng. Và chúng ta là một trong những người quản trị nó. Những cái phần tiền của anh chị á, chính anh chị chính là những người quản trị chứ không phải là em. Em là cái người tư vấn, em không quản trị được cho tiền của anh chị. Bởi vì sao? Tiền là tiền của anh chị, nhưng em biết cách làm gì để mà hướng dẫn anh chị, để mà mình quản trị. Em sẽ đưa anh chị một cái lời khuyên, đưa anh chị một cái nhận định. Nếu như một cái chiến lược chúng ta đi vào một cái con đường mà nó không có lối thoát, chúng ta phải hoành ra ngay, chứ không thể nào mà tốn thời gian để mà đi vào cái ngõ cụt đó. Và ngay cả những cái nhà đầu tư lão làng họ cũng phải có một cái quá trình là quản trị. Quản trị nó là cái phần bảo hiểm cho anh chị. Nó là cái phần bảo hiểm chứ không phải là chúng ta coi thường đâu. Em là một trong những người cắt lỗ thường xuyên à. Nhưng mà anh chị nào room khách hàng em chị biết, em cắt lỗ bé lắm, 2-3% à, 2-3% em cắt. Nhưng mà làm gì? Để em quản trị của em. Nhưng mà một khi vào sóng em khuyến nghị anh chị là gì? Gồng đi anh chị. Nhiều người thì họ thích là khách hàng giao dịch nhiều đúng không? Đa số tư vấn nào cũng sẽ thích như vậy. Nhưng mà đối với em, khi mà em hướng dẫn khách hàng vào được những cái phần vị thế tốt, những cái vùng chân sóng, em khuyến nghị anh chị là cứ gồng cho em đi. Anh chị gồng đi, chốt xong cái điều này em sẽ tập trung cho anh chị những cái điều mới. Đó là một trong những cái mà em chia sẻ chân thành với những anh chị. Và kênh YouTube của em là một trong những kênh chia sẻ những cái giá trị. Nên là anh chị đang nghe video của em, anh chị thấy hay, thấy thích, ủng hộ em một cái nút like cũng như đăng ký kênh đi, để em rút hết ruột gan mà chia sẻ anh chị rất là nhiều những cái tinh hoa trong đầu tư chứng khoán mà anh chị chỉ cần tốn vài giây thôi. Còn anh chị nào mình chưa vào room cộng đồng, hãy vào room cộng đồng đi. Cái room số 2 hiện tại cũng đang có một quá trình là rất nhiều nhà đầu tư mình vào rồi. Anh chị nào chưa vào tranh thủ vào đi. Đó, cái room 1 hiện tại của em đã full rồi, và sắp tới em sẽ có một cái khóa đào tạo nhà đầu tư mình đánh sóng miễn phí nha. khẳng định miễn phí, nhưng mà em cần anh chị là gì? Anh chị có một cái tinh thần học hỏi và anh chị phải tôn trọng em. Tại rất nhiều anh chị nhà đầu tư ngày hôm nay nhắn tin em mà nhắn tin rất là cọc lóc, nhắn tin rất là trống không. Em không biết là anh chị đang có những cái vấn đề gì, nhưng mà đôi khi á, tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình. Nên có một vài anh chị em không đánh đồng, một vài anh chị thì tự nhiên hỏi em nhắn là ê cho 3 chữ cái đi. Tự nhiên ê cho 3 chữ cái, đó là một trong những cái điều mà em thấy là không hợp lý. Em cho anh chị 3 chữ cái nhưng mà anh chị không hiểu tại sao anh chị mua cũng vậy. Em giờ ví dụ em báo anh chị mua con gì AMD đi, F là C đi, là anh chị sao? Anh chị lỗ ngay. Nên với một cái câu chuyện chúng ta phải hiểu, tiền là nằm trong hai bàn tay nè, tiền là nằm trong đầu suy nghĩ nè, anh chị phải có kiến thức, anh chị hiểu thì anh chị mới kiếm được tiền. Và kênh YouTube của em là một trong những kênh luôn đi chia sẻ những cái kiến thức, luôn đi chia sẻ những cái giá trị, nên là anh chị hãy bấm đăng ký kênh ngay đi, sẽ rất nhiều những cái tinh hoa mà em cập nhật cho anh chị bằng những cái mồ hôi công sức tiền bạc của em đánh đổi rất là nhiều ha. Rồi đó là cái câu chuyện chúng ta đừng đầu tư theo tin tức. Nhiều khi anh chị thấy là cái thông tin ra chắc gì nó giá cổ phiếu nó ra lên, nhưng khi những cái thằng mà giá cổ phiếu lên chắc gì cái thông tin tốt mà đã ra, thậm chí thì thông tin xấu ra luôn mà giá nó vẫn tăng. Thư ký đăng ký 30, đăng ký bán 30.000 cổ phiếu mà nó vẫn tăng. Bởi vì sao? Bởi vì dòng tiền đầu cơ nó chọn. Đây chính là những cái thằng người được chọn. Và anh chị đã có rồi, cầm vàng thì đừng có để vàng rơi. Giống như những cái cánh đàn ông mà vợ mình rất là đẹp mà mình lại đi nhìn vợ người khác, rồi sau đó thằng khác nó nhìn vợ mình. Đó, anh chị những cái cánh đàn ông anh chị thấy không? Đây là cái mẫu chuyện vui rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn nhận là gì? Chúng ta đã có những cái con siêu cổ, những cái con chiến mã, cố gắng giữ nó đi. Muốn cưỡi một cái con ngựa điên đó, nó rất là khó nha, nhưng mà nó là những cái con mà cho anh chị một cái tốc độ mà nó rất là kinh ngạc so với những cái con ngựa khác. Quan trọng là gì? Siêu cổ thì phải kẻ anh hùng, nên em mới nói anh chị là một khi đã vào được những cái vùng chiến sống cứ nắm giữ bằng mọi giá cho em. Khi nào thị trường chung có biến thì chúng ta bán, sự kiện thiên nga đen rơi gì đó chúng ta bán xong, một là ăn to, hai là không ăn lý nhí. Đó là cái phương pháp và góc nhìn hệ thống quan điểm của em. Anh chị nào thấy hay bình luận bên dưới, hoặc là muốn tham gia vào room cộng đồng cứ liên hệ, em sẽ tư vấn và hỗ trợ anh chị. Rồi, và đó là một trong những cái chúng ta phải chia sẻ thẳng thắn. Và em xin chia sẻ anh chị một vài nhận định tại room hệ thống khách hàng để mà mình tham khảo. Anh chị nào mình quan tâm muốn tham gia thì cứ liên hệ em ha. Rồi em xin chia sẻ anh chị một vài nhận định tại room hệ thống khách hàng như sau. Đấy, hiện tại em về trong khách hàng mình đã có những cái phần cổ phiếu, những cái phần lợi nhuận khá là tốt với DG là VIX. Và đây cái tin nhắn tại room hệ thống khách hàng của em, chúng ta đã vào xong deal mua theo em DG VIX bảo đảm không thể nào lại dưới 10% được cho dù gia tăng. Bởi vì sao? Em khuyến nghị anh chị cách để mình đi vốn như thế nào, cách mình gia tăng như thế nào. Mà đây là cái tài khoản mẫu nè, em đánh theo em gia tăng đúng như những cái nhận định này, mà anh chị thấy đi lại khoảng vài chục phần trăm rất là nhiều. Đây là những cái món quà cho những cái nhà đầu tư mình can đảm yên tâm, sau DG VIX sẽ còn nhiều những cái siêu phẩm khác tại room hệ thống khách hàng. Và em chia sẻ anh chị là những cái nhận định này, những cái nhận định tại trước đó đây 5 ngày trước nè. Đấy, DG em nói đi, đây là cái điểm bùng nổ chu kỳ, từ điểm này nó có thể chạy 30-50%. Em khẳng định là đây là cái điểm bùng nổ chu kỳ của DG nha. 5 ngày trước tại room hệ thống khách hàng của em nha. Đấy, rồi tới con VIX nè. Tại chia sẻ anh chị rất là thẳng thắn, 7 ngày trước nè, từ điểm mua VIX đến gia tăng bây giờ ít nhất cũng lại phải 6-7%. VIX tại room hệ thống khách hàng nha. Mọi người cứ hôn nhé, đừng bán sớm uổng. Và em nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Đấy. Nè, ngày hôm qua tin nhắn ngày hôm qua những con DG VIX anh chị hold chặt em. Đây là những cái con siêu cổ và nhờ hold đó, nhờ nắm giữ anh chị mới có những cái khoản lãi khổng lồ. Còn mà cứ nhảy đi nhảy lại thì làm sao mà anh chị có những khoản lợi nhuận được. Và hiện tại nghiên cứu ra được một vài những cái con siêu cổ phiếu nè, những con siêu phẩm mới nè, có những mô hình tích lũy, có dòng tiền vào. Đấy, thì mình đang lên những cái kịch bản đánh tại cho room hệ thống khách hàng. Đấy, nên là anh chị nào mình quan tâm muốn tham gia vào room khách hàng liên hệ trực tiếp nha. Em sẽ chia sẻ anh chị, yên tâm em không có lùa gà lùa ơ nào đâu. Một vài nhà đầu tư mình cứ kêu em lùa gà, nhưng mà nếu như mà em nói sai thì hầu như là em sẽ bị những cái nhà đầu tư trong room khách hàng của em mình vào mình phản bác rồi. Nhưng mà anh chị thấy đa số em được rất là nhiều những cái tình cảm quý mến của những anh chị nhà đầu tư khác, những anh chị đang xem YouTube cũng như những anh chị mình đang đồng hành với em. Đó là một trong những cái giá trị mà em nhận được từ những anh chị. Đó cũng là một trong những cái niềm vui ha. Rồi anh chị nào thấy thích ủng hộ mà cái nút like đăng ký kênh đi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về cái phần quan trọng của thị trường nha. Anh chị sẵn sàng chưa? Bây giờ em sẽ phân tích anh chị cái điều kiện để mà mua một cái dòng sắp sửa bùng nổ nha. Đấy, anh chị sẵn sàng chưa? Anh chị bình luận số 6 đi. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cho một cái nhịp gọi là chuẩn bị cho cái nhịp mua bùng nổ của một cái dòng. Đấy, anh chị sẵn sàng chưa? Bình luận số 6 đi. Anh chị bình luận đi, rồi sau đó em sẽ đi phân tích nha. Anh chị có câu hỏi á, anh chị để lại mã cổ phiếu cộng câu hỏi nè, và cái tỷ lệ hiện tại lãi lỗ của anh chị. Ví dụ anh chị đang lỗ 10% mà anh chị hỏi là ABS giữ được hay không? Em không biết anh chị lỗ 10% thì em sẽ báo anh chị là giữ, đúng không? Nhưng mà nhiều khi anh chị hiểu lầm ý em và nói là cái thằng này nó cho trung bình giá, nó cho gồng lỗ là sai, không đúng. Nên là khi anh chị muốn em hỗ trợ thì anh chị vui lòng cho em xin cái số lãi lỗ cụ thể để mới biết là anh chị đang lãi hay đang lỗ. Ví dụ anh chị đang lãi thì anh chị giữ được, còn anh chị đang lỗ thì anh chị nên cơ cấu, bởi vì cái điểm mua của mình sai, mà sai thì cần phải quản trị ha. Đó là cái góc nhìn của chúng ta. Rồi, anh chị nào sẵn sàng chưa? Rồi, bình luận số 6 ha. Anh chị nào chưa đăng ký kênh nha. Rồi, quay trở lại một tí, em sẽ nhận định sơ với thị trường. Ngày hôm nay là một cái phiên chững lại tăng nhẹ, thì đánh giá thị trường giai đoạn này nó sẽ đi ngang, thậm chí sẽ có một cái nhịp rũ ở đây. sẽ có một cái nhịp rủng nhẹ thôi, không rủng mạnh đâu, nó sẽ rủng nhẹ đây và có thể kéo lên trên luôn. Và em thì không quan tâm chỉ số, nhưng mà cái view của em như vậy thôi. Giai đoạn thị trường sẽ quay, anh chị đừng nhìn thị trường ra cổ phiếu mà hãy nhìn cổ phiếu ra thị trường. Và đó là cái lý do em muốn phân tích trong cái video ngày hôm nay về cái dòng mà sắp sửa có những cái quá trình là có khả năng bùng nổ nha. Có khả năng bùng nổ nó không phải là 1-2 ngày. Không phải là 1-2 ngày mà nó là gì? Nó là một chu kỳ. Đây, một chu kỳ không thể nào mà kết thúc ngay mà sẽ là tháng, đúng không? Còn những con nào mà anh chị thấy là lên nhanh á, bạo phát thì sẽ bạo tàn. Còn đối với một cái chu kỳ sóng nó không có bạo phát đâu, nó cũng không có bạo tàn đâu, mà nó sẽ đi lên theo một cái chu kỳ, theo trend, theo xu hướng. Nên là đây là một trong những cái phương pháp rất là hay mà muốn truyền đạt và chia sẻ với anh chị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích một cái dòng mà nó có khả năng là sắp sửa có những nhịp bùng nổ nha. Em nghĩ là cũng rất nhiều anh chị mình đoán được rồi. Đấy, anh chị nào mình biết được cái dòng nào, anh chị để lại bên dưới đi. Đấy, anh chị để lại bên dưới để mà em cảm nhận được là hiện tại nhà đầu tư họ đang nhìn nhận thị trường với một cái góc độ như thế nào, và anh chị đã lựa chọn được đúng cái dòng chưa. Bây giờ anh chị nói là thị trường bùng nổ mà anh chị mua thép là sai rồi. Anh chị nói bùng nổ mà anh chị mua RE, mua đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ là em thấy sai rồi. Bởi vì những cái con đấy đang trong chu kỳ xuống, mà chu kỳ xuống không thể nào dẫn dắt thị trường, mà những con dẫn dắt thị trường phải bắt buộc là những cái con chu kỳ lên. Đó là một trong những cái chúng ta cần phải tập trung. Ví dụ nha, những cái con chu kỳ lên của năm 2021 em đánh nè, DGC nó dẫn dắt chu kỳ của thị trường, anh chị xem nè. Đây, đây, anh chị thấy nè, thị trường chỉnh, ok, nó chỉnh, đấy, thị trường chỉnh, nó chỉnh, nhưng sau đó nó bắt đầu nó khởi hành, nó đánh còn điên hơn thị trường, đấy, thị trường đi ngang nè, nhưng mà anh chị nhìn nó tăng, anh chị nhìn vậy thôi chứ nó tăng khoảng nhân đôi tiếng ba, đâu có đùa, đấy, từ những cái điểm giá 21 mà anh chị lên đây nè, 60, 80, đấy, anh chị thấy kinh khủng, từ 20 mà lên 70 nè, đấy. 170 mấy phần trăm, nhưng mà từ những cái vùng giá 20 mà lên 60 nhưng 300% đấy. Anh chị thấy khinh khủng khiếp không? Mà không khí thị trường từ những cái vùng bao nhiêu? Từ 1167 mà lên khoảng 1400 thôi, 200-300 điểm thôi. Nhưng mà cổ phiếu nó nhân đôi là bình thường. Nên với một cái chu kỳ siêu cổ nó chỉ xuất hiện sau những cái quá trình điều chỉnh, và nó phải bắt buộc nằm ở những cái vùng kênh trên nè. Đấy, anh chị thấy không? Kênh này là kênh trên chứ kênh dưới chị. Đây là những cái thằng kênh trên. Đấy, dòng tiền vào nè. Đấy, đây mới là những cái thằng có khả năng dẫn dắt thị trường, và anh chị hãy tập trung vào những cái thằng này. Tập trung vào những cái thằng đang kênh xu hướng lên nè. Còn những cái thằng đang kênh xu hướng cắm đầu không bao giờ dẫn dắt thị trường được, khẳng định luôn, không bao giờ dẫn dắt. Bởi vì nếu như một cái cổ phiếu đang bị giảm giá, đó là nó có một cái thế lực ở đằng sau. Anh chị thấy tại sao giờ này nó không dẫn dắt được? Bởi vì xu hướng nó xu hướng xuống thì làm sao nó dẫn dắt thị trường. Nhưng bắt đầu nè, nó bắt đầu nó ngoắt ngược lên nè, và thị trường được dòng tiền vào, thì những con này là những cái con gì hàng đầu. DGC cũng vậy nè. Đấy, thị trường chỉnh, nó cũng chỉnh bình thường, nó không chỉnh mới là có vấn đề. Nhưng mà anh chị xem cái cách chỉnh của nó như thế nào. Đấy, cách chỉnh của nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, cách chỉnh nó khoảng bao nhiêu phần trăm? 29%, rất là nhẹ nhàng. Khi thị trường rơi từ 934 mà về khoảng 650, rơi 300 điểm, mà con này nó chỉnh 20% và thị trường hồi nhẹ thôi. Con này nó dẫn dắt thị trường. Đấy, nó dẫn dắt thị trường lên một cái chu kỳ mới nè. Anh chị thấy không? Vừa lên vừa tạm lạnh. Đây chính là những con siêu cổ đấy, những con chiến mã đấy, và nó chỉ xuất hiện khi nào khi thị trường chúng điều chỉnh. Thị trường chỉnh thì nó mới lên. Đó là bản chất rồi. Thời thế thì tạo anh hùng, nên đừng sợ thị trường chỉnh anh chị. Mình phải hiểu là thị trường chỉnh có con nào mua được hay không. Đó mới là cái cốt lõi, cái tư duy của những giới tính anh. Chứ bây giờ thị trường chỉnh mà đi hô hào thị trường sập để làm gì, đúng không? Anh thấy tại sao giờ này nó không dẫn? Mặc dù giai đoạn trước nó dẫn, đúng không? 2021 nó dẫn, mà tại sao giờ này nó không dẫn? Bởi vì kênh nó là kênh xuống, làm sao mà dẫn được thị trường. Và hiện tại thị trường phải bắt buộc đi lên bởi những cái thằng cổ phiếu kênh trên, bởi những cái thằng cổ phiếu được dòng tiền vào. Đó, và hiện tại có chưa? Hiện tại khả năng là có đâu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích một cái nhóm ngành, một cái dòng. Anh chị nào thấy hay bình luận đi là số 7 đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau mà đi phân tích. Anh chị bình luận, và nếu như có câu hỏi về cổ phiếu để lại bên dưới nha. Anh chị nào chưa vào room cộng đồng hãy vào ngay đi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích một cái dòng mà em nghĩ là anh chị cũng rất nhiều mình đoán được, đó cái dòng gì? Đó là cái dòng chứng khoán. Bởi vì sao? Nó có một cái sự tương quan, và ngày hôm nay có một cái tình trạng là gì anh chị? Kiệt cung, đúng không? Bắt đầu kiệt cung nè. Đấy, những cái vùng bán bắt đầu kiệt dần, chứng tỏ là những cái lực bán không mạnh. Và khi những cái lực bán không mạnh thì cổ phiếu mới dễ có những cái quá trình gì anh chị? Gom lại hàng, đúng không? Một cái món hàng mà muốn gom nhiều thì cái số lượng của nó phải hiếm, bằng cách là nó phải gom kiệt khối lượng nè. Một cái món hàng muốn có giá thì cái số lượng gom nó phải hiếm, và từ đó sẽ hình thành một cái quá trình là đi ngang hấp thụ, gom là những cái lượng hàng từ tổ chức, và nó sẽ có những điểm breakout ở đằng sau. Giai đoạn này chưa breakout được liền đâu. Giai đoạn này em nghĩ là sẽ đi ngang, thậm chí là rủ nhẹ vào đây thì nó mới breakout. Đây là một trong những cái mà em nghiên cứu rất là lâu. CTS nè, anh chị thấy nó có một tình trạng là khối lượng kiệt, đúng không? Đây là cái phiên upthrust, đây là cái phiên bắt đầu thay đổi cái đặc tính trạng thái của cổ phiếu từ tăng mạnh, mà khi nó upthrust một cái là cổ phiếu đi ngang. Và đây chính là một mẫu hình đi ngang khoảng 1 tháng rồi. Và nếu như mà nó đi ngang khoảng 1 tháng mấy nữa, 1 tháng rưỡi nữa, hoặc là vài tuần nữa, thì nó sẽ có những cái điểm kiệt cung ở dưới đây, kiệt cung khối lượng kiệt ở đây nè. Đó chính là những cái cơ hội để mà săn bùng nổ nha. Cơ hội đó anh chị đừng đùa với nó. Em sẽ lấy anh chị một cái dẫn chứng nè. Khi phân tích luôn có dẫn chứng nha, không phải là mình nói không có cơ sở đâu. Đây nè, đây những cái điểm này anh chị thấy kiệt cung không? Anh chị nào mình thấy kiệt cung bình luận đi. Anh chị nào thấy ở đây những cái vùng kiệt cung từ những cái vùng khoảng giá 15 mà về giá 12 nè, đi ngang 3-4 tháng ở đây mà khối lượng giảm dần, anh chị nào thấy kiệt cung không? Kiệt cung là gì? Là cung cầu. Đấy, kiệt cung mà không còn người bán, chán nản ra rồi. Đây là những quá trình kiệt cung và cuối quá trình tích lũy dòng tiền đầu cơ vào. Đây là dòng tiền gì? Đầu cơ. Đây là dòng tiền đầu cơ, đầu tư là phải mua giá rẻ, còn đầu cơ là thích đùi giá cao. Đó là các bản chất của hai cái dòng tiền. Cuối quá trình tích lũy dòng tiền đầu cơ vào. Anh chị nào thấy kiệt cung, anh chị bình luận đi, kiệt cung. Đấy, anh chị bình luận đi. Đấy, kiệt cung. Đấy, thì anh chị thấy là quá trình kiệt cung mà dòng tiền nó mới vào, nó phải kiểm tra hết rồi thì nó mới đánh được. Ngay cả giai đoạn hiện tại nó cũng vậy. Và những cái con chứng khoán như là CTS, anh chị cần phải note lại khoảng 1 tháng, 1 tháng rưỡi thôi. Đây chính là những cơ hội để chúng ta kiếm tiền. Đừng hô thị trường sập, đây chính là cái siêu chu kỳ đó. Siêu chu kỳ đó, anh chị cứ note lại ngày tháng đi. Đấy, note lại những cái ngày tháng mà em đi phân tích. Cái ngày tháng để mà chúng ta đi phân tích lại thị trường đi. Đấy, anh chị thấy là đối với giai đoạn này, giai đoạn tích lũy, giai đoạn này giai đoạn kiến tạo những cái chu kỳ, khi mà em cảnh báo có đại sóng không phải là ngày mai nó có đâu, mà sẽ là một cái chu kỳ đằng sau 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng. Quan trọng nếu như nó bùng nổ, anh chị biết làm gì. Và nếu như mà những con này nó tích lũy kiệt cung thêm một giai đoạn này nè, nó bùng nổ, em sẵn sàng quay lại mua giá trần luôn, khẳng định em sẵn sàng mua quay lại giá trần. Đấy, đó là một trong những cái siêu cổ phiếu đấy. Anh thấy đây là quá trình gom hàng tích lũy của nó tạo thành một cái nền. Anh chị xem con FTS đi, 2020 nó đánh như thế này nè, ấy 2021 nè, anh chị thấy không? Đây là quá trình dòng tiền đầu cơ vào nè, dòng tiền đầu cơ vào, nhưng mà nó bị phân kỳ giá khối lượng. Đây là cái phiên xác nhận. Sau cái phiên xác nhận chu kỳ thì nó không cần nổ liên tục, nó vẫn có thể nó tăng, và nó có một quá trình tích lũy hấp thụ lại nè, khoảng 1 tháng rưỡi. Đấy, từ tháng 6 mà đến tháng 8 nó đánh một cuối giữa tháng 6 mà đến đầu tháng 8 nó đánh, nhưng mà nó có những quá trình kiệt cung không chị? Kiệt cung rồi bùng nổ nè. Đây chính là những cái siêu chu kỳ đấy, giá tăng khối lượng tăng nè, đánh một mạch ở đằng sau từ những cái vùng giá 20 mấy, mà anh chị xem đỉnh điểm lên bao nhiêu, lên 50 mấy, nhưng đôi chứ đâu có đùa, nhưng đôi đó anh chị. Nên là anh chị đừng bỏ qua nha. Đây là những cái quá trình kiến tạo đó. Con gì nữa? CTS. Đấy, dòng tiền một là dòng tiền đầu cơ vào nè, tích lũy kiệt cung nè, hay quá chị, tích lũy kiệt cung nè, rồi bùng nổ lên nè, 1 tháng 11 bùng nổ múc, rồi múc xong rồi ngồi yên chờ giá tăng. Rồi anh chị xem tăng bao nhiêu phần trăm, 67%. Đây là những cái muốn chia sẻ anh chị một cái con đại sóng. Nó không phải là một ngày hai, mà nó sẽ là siêu chu kỳ nha. Siêu chu kỳ nè, đây quá trình tích lũy nè, kiệt cung nè. Đây những cái này là MACD rồi BSI nó không nói cho anh chị nghe đâu, bảo đảm không nói được anh chị đâu. Đấy, tích lũy kiệt cung nè, rồi bùng nổ múc. Đấy, múc điểm này, gia tăng điểm này, gia tăng điểm này, rồi ngồi yên 3 điểm. Đấy, anh chị kiếm từ những cái vùng giá bao nhiêu, giá 5 mà đỉnh điểm nó lên, kết thúc một chu kỳ nữa, nhưng 13. 5 mà lên 13 nhân đôi chứ, hơn nhân đôi rồi anh chị. Đấy, không đùa đâu, một cái siêu cổ phiếu siêu chu kỳ nó phải bắt đầu từ những cái điểm kiệt cung, và hiện tại những con người đang bước vào một cái quá trình là kiệt cung, nên đây là một cái chu kỳ bùng nổ mà chúng ta cần phải tập trung nha. FTS nè, CTS nè, những cái thằng ABGR cũng vậy, nó cần phải kiệt cung nè, kiệt cung tích lũy tầm cái nền đây, sau đó sẽ có những quá trình bùng nổ. Đấy, ABGR này cũng vậy nè, đi ngang đúng không, cần một quá trình kiệt cung lại, bắt đầu kiệt khối lượng. Đây là tốt chứ không phải xấu đâu, tích lũy vài phiên nữa là nổ là bình thường. HCM nè, đi nghe là một mô hình đi nghe nó. Đây không phải là phân phối, nếu như phân phối thì nó đã rơi từ lâu rồi, mà phân phối là hành vi tổ chức bán ra, mà nó bán ra nó sẽ để lại dấu chân giá và khối lượng bị bán khối lượng to. Mấy giờ này khối lượng bé thì không thể nào là phân phối. Đây là quá trình tích lũy đó, nền trong nền nè, nền 1 nè, nền 2 nè, nền 3 nè, VCA nó cũng có một cái nền trong nền, 3 cái nền đó. Đây là cái nền 1 nè anh chị, đây là cái nền 2 nè, và đây là cái nền 3 đúng không? 3 nền. Đây là những cái cổ phiếu mà chúng ta cần phải tập trung trong một cái chu kỳ bùng nổ đằng sau. Đấy, kiệt khối lượng nè, đây là những cái điều kiện cần, và cái điều kiện nổ là gì? Bùng nổ. Có bùng nổ chưa? Chờ những cái điểm bùng nổ để mà chúng ta lấy, đúng không anh chị? Đấy, VIX đã qua rồi nha. VIX là nó đã chạy có điểm từ cái điểm bùng nổ nó chạy lên rồi, qua rồi không còn điểm mua đâu, có hàng dự được. VN30 nè, đi ngang tích lũy kiệt cung. Đây là quá trình tích lũy chứ không phải là phân phối đâu. Đây là mẫu hình tích lũy 4-6 tháng rồi, từ tháng 12 bây giờ là tháng 5 rồi. Đây là mô hình tích lũy trong cái chu kỳ đẩy sóng nha, anh chị đừng coi thường. Anh chị note lại cái ngày tháng video ngày hôm nay em làm đi, rồi khi sau này anh chị nhìn lại coi em có nói chuẩn hay không. Đây là những quá trình tích lũy của nó, cho dù nó có những cái quả rủ ở đây nè, gọi là những cái quả swing xong thì nó sẽ cắm đầu nó chạy lên như này nè. Đấy, nó sẽ chạy lên, nên chị đừng bỏ qua những cái đoạn này. Đây là những cái siêu chu kỳ bùng nổ mà chúng ta không chuẩn bị, anh chị sẽ không kiếm được tiền đâu. Đấy, SSI cũng vậy nè, đây những cái quá trình đi ngang ngon, đi ngang khối lượng chỉ cần kiệt dần rồi nổ lên là vào sóng nha. SHS cũng vậy, là đi ngang nè. Đây quá trình đi ngang của nó, kiệt cung là dòng tiền nó vào đây. Đây là dòng tiền vào không là phân phối được, đúng không? Nếu như nó phân phối nó sẽ để một cây bị bán khối lượng to như thế này, mà hiện tại có không? Không. Đây chính là những cái chúng ta cần phải tập trung trong cái chu kỳ của 2023 và 2024. Anh chị đừng sợ thị trường sập nữa, mà anh chị cần phải định vị được chúng ta đang ở đâu, chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị. Ví dụ như là 29 tháng 4 em cảnh báo khách hàng là có một quá trình gì? Cổ phiếu đi ngang nè, quá trình tạo sóng nè, đấy. Đấy, mua từ những cái điểm này nè. Rồi sau đó mình ngồi yên thôi. Đây là những cái sự chuẩn bị của em và hệ thống, chứ không phải là mình nói suông. Và nếu như anh chị không chuẩn bị, anh chị không có niềm tin, anh chị sẽ không kiếm được tiền. Và đó cũng là một trong những cái muốn chia sẻ trọng tâm trong cái buổi ngày hôm nay, đó là gì, là bùng nổ. Đấy, những cái cổ phiếu đại siêu chu kỳ, những cái cổ phiếu có khả năng bùng nổ siêu chu kỳ đó, anh chỉ cần phải note lại. Và bản chất của những cái thằng đấy nè, MBS nè, kiệt khối lượng rất là kiệt rồi. Đây, quá trình thâu gom hàng của tụi nó nè, nó chỉ cần kiệt khoảng vài phiên nữa thôi, rất dễ có những cái điểm bùng nổ lên. Đấy, mà nó như một cái lò xo nén, nén càng lâu bung càng mạnh, nén càng lâu nè, nén nè, bung nè, bung nè. Phải không anh chị? Nén càng lâu bung càng mạnh. Anh chị chỉ cần vào một cái con sóng thôi, thậm chí anh chị còn lãi to hơn là anh chị gửi tiết kiệm ngân hàng. Nên đây không phải những cái điểm đùa đâu, anh chị cần phải chuẩn bị nha. Anh chị nào thấy hay muốn tham gia vào room khách hàng cứ liên hệ. Còn anh chị nào mình thấy những cái giá trị em chia sẻ hay quá, hãy chia sẻ cho người thân bạn bè và ủng hộ em bằng cái nút like cũng như đăng ký kênh nha. Rồi, những cái kiến thức em chia sẻ rất là quý báu, rất là tinh hoa, và em dành thời gian, dành tiền bạc rất là nhiều, nên là anh chị ủng hộ em bằng cái nút like đi. Anh chị chỉ mất vài giây chứ không mất một đồng phí nào cả. Đó cũng là một cái món quà, một cái giá trị tinh thần mà chúng ta chia sẻ cho nhau. Còn ai chưa vào room cộng đồng thì tranh thủ mà vào room cộng đồng giúp em nhé, để mà trong đó em sẽ cập nhật anh chị khá là nhiều. Và bây giờ em sẽ note lại cho anh chị hai cái cổ phiếu có khả năng dễ có những nhịp bùng nổ nha. Anh chị nào mình sẵn sàng để mà đón nhận những cái món quà và cái điều kiện để mà mua rồi, anh chị bình luận số 8 đi, anh chị bình luận bên dưới đi, em sẽ chia sẻ anh chị và từ A đến Z luôn, từ gốc đến ngọn để mà chúng ta hiểu cái bản chất của nó. Anh chị sẵn sàng chưa? Bình luận số 8 giúp em đi, anh chị bình luận đi thì em mới biết được là anh chị đang follow, đang theo dõi. Từ đó chúng ta sẽ có những cái chia sẻ giá trị nó hay hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về cái cổ phiếu SHB. Đối với cái cổ phiếu SHB này, chúng ta thấy một cái quá trình là gom hàng từ tháng 12, bây giờ là tháng 5, 5 tháng với những cái vùng kiệt khối lượng này. Đây không phải là gom cho vui, và đây là quá trình gom hàng kiệt khối lượng, và nó có những quá trình dòng tiền đầu cơ vào. Đây là dòng tiền đầu cơ chứ không phải nào đầu tư, giá tăng khối lượng tăng. Đây là một trong những cái điểm tích cực. Đấy, dòng tiền đầu cơ vào, và khi dòng tiền đầu cơ vào nhưng mà thị trường chung không ủng hộ thì nó có một cái quả rũ ngược về. Dòng tiền nó rũ ngược về, nhưng mà nó có phân phối chưa? Chưa. Tại sao? Khối lượng giảm, giá giảm, khối lượng giảm, đây là tích cực. Dòng tiền đầu cơ vào, giá giảm, khối lượng giảm, đây là tích cực. Và bắt đầu nó có những cái tình trạng là đi ngang hấp thụ kiệt cung, đi ngang hấp thụ kiệt cung, và cái điểm nổ này, đây cái điểm mồi tiền. Và ngày hôm nay có một cái tín hiệu test cung, và khi mà dòng tiền đầu cơ nó vào những cái vùng này nè, đây là dòng tiền đầu cơ vào này, nó vào những cái vùng này thì nó chưa thoát được, nên nó sẽ tìm cách để mà nó đánh lên. Và cái điều kiện mua những con này là gì em? Anh chị sẵn sàng chưa? Em sẽ chia sẻ anh chị một cái điều kiện mua những cái con như là SHB. Sẵn sàng cho anh chị bình luận số 9. Tôi sẵn sàng chia sẻ anh chị rất là rõ tại sao anh chị mua, và em sẽ có cơ sở dẫn chứng hết. Yên tâm, em không phải là thằng nói suông, em là một cái thằng dân nghiên cứu, nên em nghiên cứu một cái cổ phiếu có đầy đủ dẫn chứng để mà chứng minh là cái luận điểm của em nó có khả năng khả thi. Đấy, anh chị sẵn sàng bình luận số 9 đi, bình luận số 9 ha. Rồi, và đây là một trong những cái mà nó có những cái tín hiệu là dòng tiền vào nè, đây là những cái pha dòng tiền vào và tích lũy từ cung. Đây là cái phiên màu chài, đây tiếp tục là cái phiên màu chài. Vậy cái điều kiện mua của nó là ngày mai phải xuất hiện một cái phiên bùng nổ trên 35-40 triệu cổ phiếu, nó sẽ bắt đầu chạy lên luôn. 35-40 triệu cổ phiếu để làm gì? Để nó hấp thụ được cái can ngày 19 tháng 4, nó phải hấp thụ được cái can này 34 triệu. Ví dụ như có một cái thằng nó bán 10 triệu cái lượng hàng trong kho, thì cái thằng khác nó phải quay vào nó mua cái lượng 10 triệu thì nó mới hợp thức hóa mà nó đánh lên được. Nó phải gom lại đủ những cái lượng này, và ngày mai nếu như mà có cái tín hiệu ngày mai hoặc là trong tuần này hoặc là tuần sau luôn cũng được. Quan trọng là anh chị phải chú ý với nó, đặc biệt đưa nó vào danh sách theo dõi. Nếu có những cái điểm bùng nổ 35-40 triệu cổ phiếu, mình lấy cái điểm này được. Bởi vì sao? Thứ nhất, cái luận điểm là gì? Dòng tiền đầu cơ nó vào trong đây nè, còn trong đây giá giảm khối lượng giảm, giá tăng khối lượng tăng. Bên đây giá giảm khối lượng giảm, dòng tiền đầu cơ còn. Đây là quá trình gom hàng tích lũy nè, đây là gom hàng chứ không phải là phân phối, bởi vì phân phối thì nó sẽ đục vào dưới đây rồi chứ nó không giữ ở đây đâu. Và nó có mồi chài dòng tiền nè, test cung nè, và nó giống như cái mẫu hình 2017 ra đánh ở đây nè, 2016 17 ở đây. Đây anh chị thấy nè, đây là cái quá trình tích lũy của nó nè, đây là quá trình tích lũy của nó. Đây là dòng tiền đầu cơ vào nè, sau đó nó có một cái pha rủ lại rồi ngoắt ngược lên, bắt đầu cân bằng đi ngang, kiệt khối lượng. Đấy, kiệt khối lượng nè, cái này break fail, sau đó nó rủ nè, giao tay nè, bắt đầu rơi kiệt khối lượng rồi, kem mò chài dòng tiền ngày 2 tháng 1 2018, mò dòng tiền rồi sau đó có cái điểm bùng nổ đây. Điểm bùng nổ đây, 3 cái điểm bùng nổ nè, hấp thụ toàn bộ những cái lượng bán ở đây, bước vào cái nhịp chạy luôn. Bao nhiêu phần trăm đo thử nhé? 51%. Kinh khủng khiếp không anh chị? Kinh khủng khiếp đấy. Nhưng mà trong giai đoạn này ngân hàng nó không chạy 50 mấy phần trăm đâu, nhưng mà nó vẫn sẽ có cơ hội cho anh chị, vẫn sẽ có khoảng 10 mấy 20%, em nghĩ là vậy ha. Bởi vì nó có nền tích lũy nè, nó có dòng tiền nè, nó có rủ bỏ tích lũy kiệt cung nè, điểm nổ nè. Đây chính là những cái điểm chúng ta canh mua đó ha. Đó là cái cổ phiếu SHB. Đấy, SHB anh chị nào nắm được cái bản chất của nó chưa? Đấy, còn nếu như mà mua sai thì sao? Cắt lỗ 4% giúp em. Nếu như mà bùng nổ 35-40 triệu đây, xác nhận một phiên bùng nổ bật tăng đầu đến cuối phiên nha, không có tín hiệu bị bán rụt đầu nha, không bị bán rụt đầu mạnh nha, thì anh chị có thể lấy một phần. Đấy, lấy 20%, 30% lót một phần. Rồi khi nào nó vượt được cái vùng 20 mấy 12 chấm này nè, vượt rồi anh chị lấy thêm. Đấy, em chia sẻ kịch bản rất rõ. Còn nếu như kịch bản mà nó break fail sao? Nó break fail, nó nổ lên cho nó nó rúng ngược lại, cắt lỗ 4%, cắt lỗ 4% phải quản trị thôi. Đó là một trong những cái chúng ta cần phải tập trung, đó là cái cổ phiếu SHB ha. Rồi, và cái video ngày hôm nay cũng dừng ở đây thôi. Em muốn tập trung chỉ một cái cổ phiếu SHB là cái cổ phiếu riêng lẻ, và cái dòng mà chuẩn bị có những cái chu kỳ bùng nổ, đó là những cái cổ phiếu trong những ngành chứng khoán với những cái dữ liệu, những cái cơ sở luận điểm em chia sẻ rồi, dòng tiền đầu cơ vào và nó đang có những quá trình tích lũy kiệt cung, và anh chỉ cần phải chú ý những cái nhóm ngành đó. Và nếu như anh chỉ có những cổ phiếu mà cần hỗ trợ về tư vấn và tỷ cỏ trồng hoa, đi liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại trên màn hình 077 579 thì em sẽ tư vấn và hỗ trợ anh chị. Còn vì trên thị trường nó có rất nhiều cổ phiếu không thể nào phân tích được hết, em chỉ phân tích một vài cái trường hợp điển hình và một vài cái cổ phiếu mà em muốn nhấn mạnh với anh chị thôi. Nên là anh chị nào mà mình thấy phân tích, còn những cái cổ phiếu mà anh chị cần thắc mắc cứ liên hệ trực tiếp, em sẽ tư vấn hỗ trợ anh chị. Ngoài ra anh chị muốn tham gia vào room khách hàng để mà cập nhật những cái điểm mua về những cái siêu cổ phiếu ha, để mà cập nhật trong những cái phiên kế tiếp, vui lòng liên hệ em sớm, vì cái điểm mua nó sẽ quyết định rất là nhiều, cái điểm mua sẽ quyết định cái điểm bán, đôi khi là bị lỡ ra sẽ không còn những cái điểm mua nữa ha. Đây là tin nhắn tại room hệ thống khách hàng của em ha, sắp tới sẽ còn những cái siêu cổ phiếu khác nhưng mà cơ hội không nhiều, càng chậm là sẽ càng bị bỏ lỡ. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem video ngày hôm nay. Nếu thấy hay ủng hộ em bằng cái nút like cũng như là đăng ký kênh. Hẹn gặp lại anh chị trong video kế tiếp. Chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ và ngon nhất. Đừng quên là vào room cộng đồng ha. Vào room cộng đồng, trong đấy sẽ cập nhật anh chị rất nhiều những cái giá trị. Cảm ơn. Hẹn gặp lại anh chị.